Thì chào tất cả các bạn đang có mặt trong buổi live ngày hôm nay. Rồi chào các em nhé, chào các bạn, chào Bún Đậu, chào bạn Hoàng Quyên, chào Vũ Khải. Rất nhiều bạn khác nữa bên dưới, thầy chào tất cả các em nhé, thầy chào tất cả các bạn. Các em vào đi, xong chúng ta bắt đầu luôn. Thầy vừa không may thầy tắt cái chỗ Night Producer rồi, nhưng bây giờ làm nào nhỉ? Các bạn đợi thêm một tí. Facebook này producer hay sao nhỉ? Thì vừa thật không may thì tắt cái chỗ new producer rồi, không biết bây giờ phải làm nào. Để thầy đọc lời comment của hết tất cả các em. Qua đợi thêm một tí để thầy xem nhé. Thôi không sao, vẫn đọc được, đọc kiểu này cũng được. Rồi, ok, chào các bạn. Em vào đi. Thầy sẽ đọc comment của các bạn bằng điện thoại vậy. Thầy sẽ dùng điện thoại để thầy đọc comment của các bạn vậy. Rồi, chào tất cả các bạn đang có mặt trong buổi live ngày hôm nay nhá. Ok, thầy vẫn đang đọc comment của các bạn đây. Các bạn comment chào hỏi thầy một câu đi. Xong mình bắt đầu luôn. Các bạn thân mến, sáng nay thì Thanh Hóa vừa mới cho thi đề thi thử của sở lần thứ nhất của năm 2022. Thì theo đánh giá của đa số các bạn nhé, thì thầy để ý ở phần comment của các bạn thì các bạn sẽ nhận xét đây là một đề tương đối khó, đúng không? Không biết là các bạn có đã nhận xét thấy không, chứ thầy thấy nhiều bạn nhận xét thế lắm. Thế nhưng mà đấy đấy, vẫn có bạn nhỏ nhắn bảo là khó quá thầy ơi, làm xong xỉu xỉu đau đau. Thầy đang đọc comment bằng cái máy điện thoại của thầy. Thế thì bây giờ chúng ta cùng nhau kiểm tra xem là có đúng cái đề này này khó hay không. Và chúng ta sẽ có những cái nhận định như thế nào về cái đề thi này. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái nội dung chữa bài nhá. Chữa từ từ thôi nha thầy, ok. Thầy Đức đẹp trai quá Vũ. Rồi thầy chào các bạn nhá. Các bạn comment đi, các bạn chào hỏi nhau một câu đi. Và các bạn nào mà chưa chia sẻ về, các em giúp thầy chia sẻ về một cái nhá. Đặc biệt là các bạn Thanh Hóa nhá. Bạn nào mà ở Thanh Hóa các bạn giúp thầy chia sẻ về một cái nhá. Có bao nhiêu bạn ở Thanh Hóa ở đây nhỉ? Bao nhiêu bạn ở Thanh Hóa các em comment thầy xem nào. Bạn nào mà ở Thanh Hóa các em comment là em ở Thanh Hóa, hoặc em comment chữ Thanh Hóa. Có bạn nào mà không ở Thanh Hóa thì các bạn giúp thầy chia sẻ một cái nhá. Các bạn chia sẻ một cái giúp thầy nhá. Rồi hôm nay cũng là một cái đề thi mà Thanh Hóa. Thực ra thì thầy thấy đề thi này thì họ phân hóa rất là cao. Họ phân hóa rất là cao. Tức là những cái câu khó thì cũng tương đối khó đấy. Nhưng mà thực ra cái dạng nó thì cũng không phải dạng mới. Tuy nhiên là cũng không cần thiết là các em phải học quá nhiều dạng mới. Đôi khi là các em chỉ cần học những dạng cũ nhưng các em học chắc thì cũng là tốt lắm rồi. Tại vì các em dạng mới thì thực ra bản chất rất nhiều dạng mới, nhưng mà nó cũng là phát triển từ những cái phát triển những cái bài toán cũ mà thôi, đúng không? Thế nên đôi khi là chúng ta học tốt những dạng cũ thì cũng rất tốt lắm rồi. Em thấy không khó bằng đề thầy thế cơ. Đề này dễ sai ngu thế ạ. Ừ. Thực ra đề của thầy cho các bạn thi thì cũng rất là hay sai ngu.
Bây giờ bắt đầu đến giờ vào vào live này, theo lịch. Rồi. Đề hay lắm thầy, mấy câu cuối đòi hỏi tư duy. Ừ. Đề này thầy dự kiến là chữa tương đối lâu đấy. Hôm nay thầy còn một ca nữa cơ. Tí nữa 10 giờ còn một ca trong khóa học. Thì bây giờ cứ chữa xong đề này, thầy dự kiến là hy vọng là chữa đề này trong tầm độ khoảng 2 tiếng là xong thôi. Nào, cho nó bắt đầu luôn nhá. Nguyên hàm của 2 mũ x dx thì bằng gì? Tất nhiên rồi, nguyên hàm của 2 mũ x dx thì bằng gì? Các em comment đáp án nhá. Các em comment đáp án nhá. Hôm nay thầy sẽ chọn ra một bạn thầy sẽ chọn ra một bạn tích cực comment đáp án, tích cực phát biểu. Bà đây này, thầy vẫn đang đọc comment của các bạn này. Đây đây là cách thầy đọc comment của các bạn, đây thầy cho các bạn xem. Đây cách thầy đọc comment của các bạn này, thầy dùng điện thoại. Máy tính thì đọc được nhưng mà máy tính thầy tắt cái phần kia, thầy không biết là mở kiểu gì. Nên thầy đang phải đọc comment của các bạn ở đây. Đấy, ví dụ bạn Lê Thị Thúy Linh này, đấy. Và các bạn khác này. Đây là đấy. Thì các bạn vào đi, xong rồi chúng ta bắt đầu luôn nhá. Chúng ta bắt đầu luôn. Rồi, chúng ta bắt đầu nhá. Câu 1, chọn gì các em? Các em comment đáp án cho thầy nào. Cao Duy Thế Anh là một bạn rất chịu khó. Ok, cảm ơn Cao Duy Thế Anh. Câu 1D. Thầy sẽ chữa nhanh những câu đầu nhỉ. Câu 1 thì các em hiển nhiên chọn đáp án D. Các em nhớ là nguyên hàm của hàm A mũ x dx thì bằng A mũ x trên nền A cộng với C nhá. Thì câu 1 các em chọn cho thầy cái phương án là phương án D. Câu 2, nghiệm của phương trình là log cơ số 3 của 2x trừ 3 thì bằng 2 là gì? Tương đương với 2x trừ 3 của chúng ta bằng 9. Tương đương với 2x của chúng ta bằng 12, tương đương với x bằng 6. C. Câu 3. Cho cấp số nhân UN thì có U2 và U3 biết rồi thì công mội, các em biết công mội thì các em lấy U3 chia U2 thôi thì là âm 4 chia cho 2, âm 4 chia cho 2 thì là âm 2. Các bạn chọn đây phương án A. Gọi A là số thực dương thỏa mãn điều kiện là P bằng A mũ 2/3 nhân với căn A thì khẳng định nào sẽ là đúng? Thì tất nhiên rồi các bạn lưu ý là căn A thì bằng A mũ 1/2, vì thế nên P của chúng ta bằng A mũ 2/3 nhân với căn A thì bằng A mũ 1 2/3 cộng với 1/2. 2/3 cộng với 1/2 thì bằng 7 phần mấy nhỉ? 7 phần 6 đúng không nhỉ? Đây thầy đang nhập nhá, 7 phần 6 đúng không? Thì A mũ 7 phần 6. Câu 4 các em chọn B. Câu 5, cho hình nón có bán kính đáy R bằng 3 và độ dày đường sinh N bằng 9 thì diện tích xung quanh của hình nón đã cho thì bằng bao nhiêu? Thì các bạn lưu ý cái công thức tính diện tích xung quanh của hình nón thì bằng pi nhân R nhân N. Đây là hình nón mà. Thì các em biết R rồi, biết N rồi, hiển nhiên các em biết được cái diện tích xung quanh đó là pi nhân với 3 nhân với 9 thì là 27 pi nhá. 27 pi các em chọn đầy cái phương án này của đó là phương án B. Số cách chọn ra năm học sinh từ 30 năm học sinh của một lớp là gì? Hiển nhiên nó là tổ hợp đúng không? Nó là C5 của 35, hiển nhiên rất đơn giản. Câu 7, giá trị của tích phân từ 2 đến 4 của 5dx là gì? Thì nó là 5x cận 2 đến 4 thì là 5 nhân với 2, 5 nhân 2 thì bằng tất nhiên rồi, nó bằng 10 nhá, rất dễ. Khối đa diện đều loại 43 đó là khối lập phương, đúng nhờ? Các em lưu ý là khối đa diện là đều loại PQ thì một đỉnh là đỉnh chung của một mặt sẽ có P cạnh đúng không? Và một đỉnh là đỉnh chung của P gái đúng không? Thì ở đây là một một đỉnh là đỉnh chung của ba cạnh và một mặt là một hình bốn kia thể hiện là một mặt của chúng ta một hình hình vuông và cái ba thể hiện là một đỉnh là đỉnh chung của ba mặt. Như vậy thì đấy thì tổng cộng là khối đa diện đều này chính là loại hình lập phương, khối lập phương. Cái này là kiến thức cơ bản thôi. Các em nhớ được thì tốt nhá. Tìm đạo hàm của hàm số là y bằng pi mũ x thì các em nhớ là y bằng a mũ x ý. Thì đạo hàm của hàm số này là a mũ x nhân với len a. Đúng nhờ? Thì các em nhớ là các em lấy pi mũ x nhân với len pi. Đó, câu này thì các em chọn đáp án B, câu 9B. Tập xác định của hàm số là x trừ 2 tất cả mũ pi là gì? Các em nhớ đây là lũy hàm tập xác định của hàm số lũy thừa. Thì các bạn thấy cái số pi của chúng ta không phải là một số thuộc Z và khi cái số pi này không thuộc Z ấy thì hàm số này chỉ xác định khi x trừ 2 dương. Điều này có nghĩa là x lớn 2. Như vậy tập xác định của hàm số này đó là khoảng từ 2 đến dương vô cùng. Như vậy thầy đã xong 10 câu đầu tiên, thầy sang câu 11 luôn nhá. Tiệm cận đứng của đầu tiên hàm số này là đường thẳng có phương trình hiển nhiên nó là x bằng 3, được chưa? Thầy chữa hơi nhanh không các em ơi? Thầy chữa hơi nhanh không các em? Có lẽ là hôm nay thầy sẽ dành tặng cho một bạn tích cực comment đáp án một quyển sách. Quyển sách thầy chọn chọn ngày hôm nay tặng đó là cuốn này. Đâu rồi? Ôi thôi chết rồi, cái cuốn góc và khoảng cách thầy mới viết xong thầy vứt đi đâu mất rồi. Lại không có ở đây thôi rồi. Cuốn góc và khoảng cách nhá. Cuốn đấy là cuốn rất là hay. Rồi tiếp tục nha các em nhá. Cuốn đấy có QR code để các em có thể xem video chữa. Rồi cho hàm số y bằng fx có bảng biến thiên như sau, các em có bảng biến thiên của hàm số này. Đó, thì đồ thị hàm số có điểm cực đại là gì? Thì đồ thị hàm số này có điểm cực đại, các em như lưu ý này, các em phải đọc kỹ chữ đồ thị hàm số. Đây là một cái câu rất là quan trọng này. Cái câu này rất là quan trọng này, đồ thị hàm số nhá. Người ta hỏi các bạn là đồ thị hàm số có điểm cực đại là gì? Thì các em phải quan tâm xem cái đồ thị hàm số. Đấy, thì điểm cực đại của hàm số là x bằng 0, đúng không? Và giá trị cực đại là y bằng âm 3. Như vậy điểm cực đại của đồ thị hàm số đó là 0, âm 3, là một điểm có tọa độ nhá. Các em phải hiểu khi mà các em học về đồ thị hàm số thì đó là một điểm có tọa độ. Đấy, cực đại của đồ thị hàm số.
Nghiệm của phương trình này là gì? Thì phương trình tương đương với 2 mũ 3 trừ x thì bằng 2 mũ 0, tương đương với 3 trừ x bằng 0, tương đương x bằng 3. X bằng 3 thì các em chọn đáp án B cho thầy. Được chưa nhỉ? Rất dễ, câu 13 chọn B nhá. Ừ. Nhanh hơn đi thầy, bạn Thịnh Nguyễn. Ok. Tốc độ bình thường đúng không? Thầy nghĩ tốc độ bình thường. Câu số 14 là cho đồ thị của hàm số y bằng fx như hình vẽ bên. Thì hàm số fx có thể là hàm số nào cho các hàm số dưới đây? Các bạn nhìn thấy là ở đây, các bạn ở đây, các em nhìn thấy rất là dễ dàng, các em thấy nó chỉ có mỗi câu B thôi là thỏa mãn. Thực ra là đối với phương án A là fx thì bằng e mũ trừ x thì nó sẽ là một hàm số có tập xác định là R luôn và nó chỉ nhận giá trị trong khoảng từ 0 đến dương vô cùng. Hàm số fx bằng e mũ x cũng như vậy, còn hàm số fx bằng âm len x, thì các bạn lưu ý là hàm số này là hàm số nghịch biến nhá, còn đây là hàm số đồng biến, được chưa? Câu tiếp theo, câu số 15, cho hàm số y bằng x có bảng biến thiên hình vẽ thì hàm số đã cho nghịch biến trong khoảng nào dưới đây? Tất nhiên rồi, các bạn nhìn thấy cái hàm số fx của chúng ta ấy thì cái phần đi xuống của nó hoặc là y phẩy nhọn không, đó là âm vô cùng đến không hoặc là hai đến dương vô cùng, thì các bạn chọn cái khoảng nào là khoảng con của âm vô cùng đến không có không, âm vô cùng đến không không có thì hai đến dương vô cùng có không, à đây rồi, hai đến dương vô cùng có khoảng con của nó là 3 đến 2022, đó là khoảng con của khoảng từ hai đến dương vô cùng. Tốt nhá, nó mình hiểu bài các em ơi nhá. Rồi tiếp theo là câu số 16, cho khối cầu có đường kính bằng 2 thì thể tích của khối cầu đã cho thì bằng bao nhiêu? Các bạn lưu ý là các em phải đọc kỹ cái từ đường kính nhá. Đây là đường kính này, đường kính thì tức là các bạn đừng phải, rất nhiều bạn đọc nhanh bài này thì các em cứ đọc đường kính xong các em làm theo bán kính là sai. Các em lưu ý là đường kính thì khi đó các em tính bán kính em phải lấy đường kính chia 2. Vậy đường bán kính của cái khối cầu này là 1. Vậy khi các em tính được thể tích khối cầu thì V của chúng ta bằng 4/3 nhân pi r mũ 3. Vậy r bằng 1 thì bằng 4/3 pi, nhớ chưa? Thì đáp án của chúng ta sẽ là 4/3 pi, rất đơn giản. Câu 16 chọn C nhá. Rồi cảm ơn một số bạn đã comment đáp án, cảm ơn bạn Thiên Nhi và một số bạn khác nữa. Các bạn chịu khó comment đáp án nhá, thầy vẫn đọc comment của các em hết đấy nhá. Câu số 17. Cho khối trụ có bán kính đáy r bằng 3 và độ dài đường sinh l bằng 4 thì thể tích của khối trụ đã cho bằng gì? Các em biết là công thức tính thể tích khối trụ đó là pi nhân r bình phương nhân với h. Thì trong bài toán đối với khối trụ ấy thì đường sinh của chúng ta nó chính là h luôn, bằng 4 luôn. Còn r bằng 3, như vậy pi nhân với r bình phương nhân với 4. Pi nhân 3 bình phương nhân 4 là 9 nhân 4 là 36, như vậy đáp án là 36 pi nhá. Thì câu 17 các em chọn A. Câu 18, cho khối giao nối xyz cho mặt cầu S thì tâm của mặt cầu S có tọa độ là gì? Hiển nhiên quá dễ, 2 âm 4 1. Các em chọn đáp án là đáp án gì đấy? C, 2 âm 4 1. Câu 19, cho hàm số y bằng x liên tục trên đoạn từ âm 3 đến 5 và có đồ thị như hình vẽ thì giá trị lớn nhất của hàm số fx trên đoạn từ âm 3 đến 5 bằng gì? Trên đoạn từ âm 3 đến 5 các em có thể quan sát kìa. Thì giá trị lớn nhất của nó là bằng 3, bằng 3 luôn nhá, bằng 3 luôn. Nhìn nó thấy là cái phần nhô cao nhất này nhá. Những bài này thì dễ quá thì không nói nhiều nữa. Câu 20, đồ thị hàm số nào dưới đây có dạng là đường cong như hình vẽ bên? Thì tất nhiên rồi, các bạn thấy là đồ thị A là loại này, B là có thể chấp nhận được, C là loại và D là loại. Các em nhìn thấy các em phương là loại trừ, các em chọn luôn phương án B. Đấy, loại trừ cái là xong luôn. Đấy, tại vì sao? Tại vì A là hàm bậc 3, B là hàm parabol, nó sao đúng được. Còn D thì các em lấy hệ số A dương không được nhá. Ok chưa các em ơi nhá. Sao lại có bạn là 2pi r bình là sao? Thể tích khối cầu, khối trụ mà. Được chưa các em ơi, có ai thắc mắc gì không? Có bạn nào thắc mắc gì không? Ok, tiếp tục này. Câu 21, thể tích của khối lập phương có độ dài cạnh bằng 3 là gì? Thế nhắc lại là thể tích khối lập phương thì công thức thể tích khối lập phương đó là cạnh nhận mũ 3. Thì cạnh bằng 3 thì các em lấy 3 mũ 3 thì bằng 27. Thì cái đáp án của chúng ta sẽ đáp án C. Câu 22, dãy đỉnh phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y bằng x bình phương trừ 2 trục oi x và kết hợp thẳng x bằng 1 x bằng 2. Thì được tính bởi công thức nào sau đây? Thì cái buổi diện tích hình phẳng ứng dụng tích phân tính diện tích thôi. Thì diện tích hình phẳng này y bằng fx trục oi x và kết hợp thẳng x bằng ax bằng b, nó là tích phân cận từ a đến b đúng không? Diện tích hình phẳng thì các em đừng lấy pi nhá. Pi thì các em áp dụng cho bài toán thể tích khối tròn xoay thôi. Tích phân từ a đến b của trị tuyệt đối của fx dx, đồng ý không nhỉ? Đấy là cái diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đồ thị này. Thì các bạn phải có được cái phương án là câu 22 là chọn gì đấy? Câu 22 các bạn chọn ở đây cái phương án là phương án D. Được chưa nhỉ? Câu 22D. Đây là ứng dụng tích phân tính diện tích bình thường thôi. Câu tiếp theo là câu 23, cho khối giao nối xyz cho các điểm AB thì vector BA có tọa độ là gì? Các em lấy tọa độ của A trừ tọa độ của B nhá. Thì là 1 trừ 2 thì âm 1, 1 trừ đi 3 là âm 2 và âm 1 trừ đi 2 là âm 3. Các em chọn cho thầy cái phương án là phương án A. Ok chưa nhỉ? A nhá. Rồi ok. Rồi cảm ơn các bạn. Câu 24, cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông có SA vuông mặt phẳng ABCD và SA thì bằng A. Góc giữa SC và ABCD bằng 30 độ. Tham khảo hình vẽ thì tính thể tích của khối chóp SABCD. Rồi, các em thấy là như này này. Đây nha, thầy sẽ lấy bút thầy viết này. Góc giữa SC và mặt phẳng ABCD bằng 30 độ. Đây là SC và mặt phẳng ABCD. Thì hiển nhiên cái góc giữa SC. Còn đợi thầy một tí. Ok. Góc giữa SC và mặt phẳng ABC là góc SC gì? SCA. Được chưa các em?
Được chưa? Tại vì SA vô mặt phẳng ABCD thì hình chiếu mẫu của SC xong mặt phẳng ABCD chính là AC, như vậy góc SC mặt phẳng ABCD cho nó có SCA. Và góc SCA này bằng 30 độ thì khi đó các em tính được chiều cao SA ngay, tại vì SA của chúng ta bằng AC nhân với tan 30. AC của chúng ta bằng căn 2. Đề bài cho SA thì bằng A. À xin lỗi các bạn nhé, đề bài cho SA bằng A thì các em tính là AC. AC thì bằng SA nhân với cả cotang 30, như vậy bằng căn 3, AC bằng căn 3. Được chưa? Đây thầy sẽ tính bài này thôi, cứ tính cẩn thận ra cho nó chắc. Không có sai bài này thì nhỏ lắm. Đề bài cho SA mà. Để bài cho SA thôi rồi, thầy tính cẩn thận nhé. Rồi bài này bài đầu tiên chúng ta phải nháp, đúng không? Câu 24. Rồi. Rồi, cứ nháp ra cho nó chắc. Đúng không? Bút đầu rồi. Nào, ok. Nào các bạn lưu ý này, chúng ta có cái gì đây? Là chúng ta có được là SA bằng A. AC thì bằng SA nhân với cả cotang 30 độ. Góc giữa SC và mặt phẳng ABCD bằng 30 độ, cotang 30 độ. SA bằng A, mình giả sử A bằng 1 đi cho dễ tính nhá. Bằng căn 3, đúng không? AC bằng căn 3. ABCD là hình vuông, vậy thì cái cạnh AB của chúng ta ấy thì bằng AC trên căn 2, bằng căn của 3/2. Vậy thì cái thể tích của khối chóp SABCD được tính bởi công thức là 1 phần 3 của SA nhân diện tích của ABCD bằng 1 phần 3 nhân với SA thì chọn có bằng 1. Diện tích ABCD thì bằng AB bình phương là bằng 3 phần 2. Vậy đáp án là 1 phần 2. Tất nhiên các em phải nhân thêm A mũ 3. 1 phần 2 A mũ 3 các em nhé. Thì các em chọn cho thầy cái phương án là phương án A. Đúng không? Ok, chọn A. Được chưa các em ơi? Nên có thắc mắc gì không? Rồi, cảm ơn các bạn. Đấy là câu số 24. Bây giờ mình sang câu 25, 26. Tập nghiệm của bất phương trình Noga cơ số 1 phần 2 của x trừ 1 lớn bằng 0 là gì? Mấy bài này thì bắt đầu từ bài này thầy chữa nó chậm hơn một tí nhá. Chậm hơn một tí, bạn nào yếu cũng xem được. Mấy bài đầu thì nó dễ quá thì mình nói nhanh. Mấy bài này mình nói chậm hơn một tí. Thì các bạn thấy là cái cơ số 1 phần 2 của chúng ta là một cơ số thuộc khoảng 0, 1. Nên bất phương trình của chúng ta ấy, nó sẽ tương đương với điều gì? Tương đương với lớn bằng 0 à? Tức là các em sẽ có 0 bé hơn x trừ 1. Đúng không? 0 bé hơn x trừ 1 và bé hơn bằng 1. Dấu nó giống ngược lại, 1 phần 2 mũ 0 thì bằng 1, thì dấu khi mà cơ số thuộc khoảng 0, 1 thì cái dấu nó ngược lại một tí. Thì cái này tương đương với 1 bé x và bé bằng 2. Như vậy tập nghiệm của bất phương trình này đó chính là gì? Đó chính là nửa khoảng từ 1 đến 2. D nhá các em nhá, 25 chọn D. Sao có vẫn có bạn chọn C nhỉ? Bạn Ti Nguyễn chọn C kìa, là không đúng đâu nhá. Đề này tầm bao nhiêu điểm là ổn vậy thầy? Tí nữa khi mà thầy chữa xong hết thì thầy sẽ gì? Thầy vẫn đang phải đọc comment của các bạn đấy, các bạn chịu có comment nhá. Thực ra thầy vẫn đọc comment của bạn ấy, thầy dùng một cái máy tính cái điện thoại để đọc comment. Tại vì hôm nay thầy máy tính của thầy tự nhiên thầy tắt cái phần mềm Nick Producer rồi, bây giờ không biết mở lại kiểu gì. Thì chắc là phải đọc comment của các em bằng cái này thôi. Thầy tắt nó đi mất rồi. May quá là vẫn hiển thị được. Được chưa các em ơi nhá. Bạn nào mà đăng ký khoa học thì các em cứ inbox trực tiếp cho page nhé. Các anh chị tư vấn trên page, các anh chị sẽ tư vấn khoa học cho các bạn. Thì các em đăng ký khoa học thì các em sẽ đồng hành với thầy đến lúc thi. Một tuần thầy dạy các bạn từ 4 đến 5 buổi. Và sắp tới thì giai đoạn tới thì thầy tập trung chính vào tổng ôn luyện đề. Và đồng thời là thầy sẽ tập trung vào các cái dạng toán mức độ vận dụng vận dụng cao. Đồng thời là bám sát các cái đề thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, rồi Đại học Sư phạm, rồi các cái trường khối trường công an khi mà ra đề thi mẫu. Và đặc biệt là khi mà bộ mà có cái đề minh họa ấy, thì thầy cũng sẽ phát triển cái đề tham khảo, đề minh họa của bộ. Từ đó thì thầy sẽ đưa cho các bạn cái định hướng học làm sao cho đúng trọng tâm tốt nhất để có thể đạt được điểm số tốt nhất. Thì các em đăng ký khóa học, các em inbox trực tiếp cho page nhá. Inbox page nhá, các em inbox trang cá nhân của thầy cũng được, nhưng trang cá nhân của thầy thì thầy ít khi thầy, tại vì thầy hay làm việc ấy, nên thầy ít khi thầy trả lời. Nếu các bạn inbox trực tiếp cho page thì các anh chị trên page các anh chị sẽ tư vấn cho. Câu 26 cho khối lăng trụ đứng có chiều cao bằng 3 và đáy là tam giác đều có độ dài cạnh bằng 2 thì người ta yêu cầu các bạn tính thể tích khối lăng trụ. Thì các em đều biết là đối với một khối lăng trụ đứng thì V của chúng ta được tính bởi công thức là diện tích đáy nhân với chiều cao. Diện tích đáy của chúng ta đáy là tam giác đều cạnh bằng 2, như vậy diện tích của tam giác đều là căn 3 trên 4 nhân với 2 bình phương. Còn chiều cao bằng 3 thì các em nhân với 3 nữa thôi thì đáp án là 3 căn 3. Có ai thắc mắc gì không? 3 căn 3 thì các em chọn cho thầy cái phương án đó là phương án B nhá. 3 căn 3. B thôi. Nhá. Được chưa? 1.000 tim ạ. Ok, cảm ơn Trần Ngọc Sơn. Đề thầy vẫn khó hơn à? Tí nữa mình xem nhá, xong rồi mình sẽ có đánh giá tổng quát vào những bài cuối.
Nói chung là để mà đánh giá một cái đề thì mấy cái bài đầu nó chưa nói được trước được điều gì, tại vì mấy bài đầu thì nó cứ xem nhau mà. Chỉ có những cái bài ở tốc cuối tầm câu độ khoảng 30 năm trở đi thì mình bắt đầu phân biệt được cái đề nào khó, đề nào dễ. Đặc biệt là những câu cuối cùng, những câu mà tốt khó nhất đề ấy, mình mới có thể đánh giá một cách chính xác và tổng quan được. Câu 27 cho hàm số y mà x có đồ thị là đồ thị hàm số đạo hàm y mà f phải x nhìn vẽ bên thì hàm số y mà x đồng biến trong khoảng nào dưới đây. Lưu ý là đề bài người ta cho các em đồ thị đạo hàm. Được chưa? Đây là đồ thị đạo hàm chứ không phải đồ thị hàm số y mà x. Vì thế nên khi mà em quan tâm đến sự đồng biến của hàm số y mà x thì các em phải quan tâm đến cái đồ thị kia kìa. Cái phần đồ thị kia nằm bên trên trục hoành. Thì các em thấy ngay cái khoảng từ âm 1 đến 0 là khoảng ok. Khoảng từ âm 1 đến 0 là khoảng mà phần đồ thị nằm bên trên trục hoành. Đó các bạn nhìn thấy không? Khoảng từ âm 1 đến 0 thì phần đồ thị nằm bên trên trục hoành f phẩy dương thì fx nó sẽ đồng biến nhá. Thầy nói nhanh quá, mấy bài này thầy nói nhanh mà tí nữa mấy bài sau thầy nói chậm nên Huyền Trang nhá. Thực ra bạn nào học với thầy quen thì các bạn sẽ thấy là những bài nhận biết thông hiểu thầy nói rất là nhanh. Tại vì bản chất là thầy cũng biết là các bạn làm trước ở nhà rồi. Đấy thì bây giờ nói những bài này thì nhiều bạn cũng muốn thầy nói nhanh mà. Các bạn comment thầy xem đúng là muốn thầy nói nhanh những bài này hay là muốn thầy nói chậm nào. Còn nếu mà các bạn muốn thầy nói chậm thì thầy sẽ chậm lại một tí. Nhưng mà theo các bạn thì các bạn muốn thầy nói nhanh hay muốn thầy nói chậm? Các em comment thầy sao? Những cái bài như này nhá. Kể cả câu này, câu 28 thì trông thế này thôi nhưng thực ra nó rất là dễ. Trong phương toán xz cho 3 điểm ABC mà các em biết AB tọa độ rồi, còn mỗi điểm C thì các em biết nó phụ thuộc vào hoành độ và tung độ là xy. Cao độ thì bằng âm 2 thì người ta bảo là tổng x cộng y bằng bao nhiêu nếu mà ABC thẳng hàng. Vậy thì điều kiện để ABC thẳng hàng các em dùng hai vectơ đồng phương là xong, đúng không? Đấy, thì các bạn thấy là như này nhá, ta có được vectơ AB bằng gì các em nhỉ? Vectơ AB các em lấy B trừ A thì nó là 2 này, 0 trừ 2 là âm 2 này, và 2 trừ đi trừ 3 nó là 5. Rồi bây giờ thầy hỏi vectơ AC bằng gì? AC hoặc BC cũng được tùy các bạn. Lấy AC thì các em sẽ có được đây là x cộng 1, y trừ 2 và âm 2 mà trừ đi âm 3 thì bằng 1. Được chưa? Thầy nói nhanh đi ạ, đấy thấy chưa? Đa số comment là muốn thầy nói nhanh đúng không? Rồi ok. Rồi thì bây giờ ABC thẳng hàng thì các em sẽ có được AB và AC đồng phương, cùng phương. Và AB và AC đồng phương thì điều này chỉ xảy ra khi x cộng 1 trên 2 bằng y trừ 2 trên gì? Trên âm 2, ba cái bộ này tỷ lệ này, bằng 1 phần 5. Từ đó các em tìm được x và tìm được y nhá. Tìm được x và tìm được y. Người ta bảo là tổng x cộng y bằng bao nhiêu thì các em có thể tính luôn ở đây là các em dùng cái x cộng y à? Thôi tìm x ra nhá. X cộng 1 bằng 2 phần 5. Y trừ 2 của chúng ta bằng âm 2 phần 5. Đúng không? Y trừ 2 bằng âm 2 phần 5, có x cộng 1 thì bằng 2 phần 5. Cộng vào với nhau suy ra x cộng y trừ 1 à? Bằng 0. Thì suy ra x cộng y bằng 1. Rồi các em ra được x cộng y bằng 1 nhá. 28C nhá. Mong rằng linh cảm nụ của con không sai. Mấy bài này đã phải linh cảm rồi em. Cố gắng nhá. Rồi 28C chắc chắn rồi. Cảm ơn các bạn vừa comment đáp án C. Chính xác. Rồi tiếp theo này. Câu 29. Trong không gian OXYZ thì mặt cầu tâm Y và đi qua điểm A thì có phương trình là gì? Tâm là tâm Y thì xác định được rồi. Thì các em sẽ xác định được cái tâm là 1, 2, 3. Thì khi đó các em loại luôn phương án A và phương án D đi. Nói chung là AD là các em loại luôn. Còn đi qua điểm A thì các em tính độ dài IA ra. IA nó bằng căn bậc 2, IA chính là R này. Thì bằng căn bậc 2 của 0 bình cộng 1 bình cộng 1 bình bằng căn 2. R bằng căn 2, vậy thì là x trừ A, x không tức bình phương của y chỉ không tức bình phương của z chỉ z không tức bình phương thì bằng R bình phương. Đáp án của chúng ta sẽ là đáp án D nhá. À đâu, quên mất, đáp án của chúng ta sẽ là đáp án C chứ thầy nói nhầm đấy. 29C nhá, 29C. Rồi cảm ơn rất nhiều bạn vừa comment đáp án. Có bạn trung cao kìa. Rồi. Và nhiều bạn khác nữa. Rồi câu số 30. Câu số 30 thầy cho nó có bài toán như này. Cho hàm số fx thì bằng x bình phương cộng với sin x cộng 1. Biết rằng f lớn x bằng nguyên hàm của hàm số fx và f lớn tại 0 thì bằng 1. Thì khi đó thì f lớn x bằng bao nhiêu? Đây là bài toán liên quan đến tính nguyên hàm. Tính nguyên hàm của hàm số. Thì các bạn thấy là như này. Đầu tiên là chúng ta sẽ đi tính nguyên hàm của cái hàm số fx dx. Ta có được nguyên hàm của hàm số fx nó bằng nguyên hàm của x bình phương cộng với sin x cộng 1 dx và các em tính 3 này ra. X bình phương là x mũ 3 trên trên 3. Sin x thì nó là âm cos x. Cộng 1 thì là cộng x và các em phải cộng thêm c nữa, đúng không? Thì bây giờ đề bài cho các bạn thông tin là f lớn 0 bằng 1. Đây là f lớn x này, bằng cái này. Thì các em thấy x bằng 0 vào thì các em sẽ có được f lớn 0 bằng mấy? Đề bài cho f lớn 0 bằng mấy? Bằng 1. Và thay x bằng 0 ở đây thì là 0 mũ 3 trên 3 là 0. Cốt 0 thì bằng 1 các em nhé. Cộng với 0 cộng C. Từ đó các em tìm được C của chúng ta bằng 2. Vậy thì các em sẽ có được f lớn x của chúng ta. Nó là x mũ 3 trên 3 trừ đi cốt x cộng với C là cộng với 2.
Rồi, đáp án của chúng ta, các em chọn đáp án gì đấy? D, D thôi. Đây có gì lăn tăn không nhỉ? Không có gì lăn tăn ở đây cả. Mọi thứ rất rõ ràng. Đáp án D nhé các em nhé. Được chưa? Được chưa các em nhá? Ok. Tiếp tục chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu 31. Rồi, cảm ơn các bạn vừa comment đáp án chính xác. Câu 31 chúng ta có bài toán như này. Với AB là hai số thực dương tùy ý thì cái biểu thức log cơ số 2 2022 của 2022 A bình phương B thì bằng bao nhiêu? Thì các em đây là bài toán liên quan đến logarit và các phép biến đổi logarit. Trong đó thì các em học những cái công thức cơ bản của logarit thì các em làm được bài toán này một cách rất là đơn giản ở mức độ nhận biết thông hiểu. Cái biểu thức của chúng ta ấy thì nó là logarit cơ số 2022 của 2022 cộng với logarit cơ số 2022 của A bình phương và cộng với logarit cơ số 2022 của B. Và tất nhiên rồi cái này nó sẽ là bằng 1 cộng với 2 lần logarit cơ số 2022 của A cộng với logarit cơ số 2022 của B nhá. 1 cộng với 2 lần logarit cơ số 2022 của A cộng với logarit cơ số 2022 của B. Các em chọn cho thầy cái phương án đó là phương án A. Rồi tiếp tục này. Tiếp tục chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu số bao nhiêu đây? Câu số 33. Một hộp chứa 5 bi xanh và 10 bi đỏ, lấy ngẫu nhiên ra 3 viên bi. Xác suất để lấy được đúng một viên bi xanh là gì? Nào, xanh có 5 viên và đỏ có 10 viên. Bây giờ người ta lấy ngẫu nhiên ra 3 viên bi. Thì khi mà các em thực hiện cái phép thử là lấy ngẫu nhiên ra 3 viên bi ấy, thì cái không gian mẫu của phép thử này sẽ có số phần tử là gì? Đó là số cách để các em chọn ra 3 viên bi trong tổng cộng là các em có 15 viên bi. Là số cách chọn ra 3 viên bi trong 15 viên bi. Hiển nhiên đó là C3 15. Được chưa? Bây giờ các em lấy ra đúng một viên bi xanh thì cái khả năng đấy là gì? Nếu mà em lấy 3 viên bi mà có đúng một viên bi xanh ấy thì chỉ có đúng một xanh thì hai viên bi còn lại phải là hai viên bi đỏ. Vậy thì số cách của chúng ta thực hiện ở các công đoạn như sau. Công đoạn 1 chúng ta lấy ra một viên bi xanh trong tổng cộng 5 viên bi xanh. Số cách để lấy là C15. Công đoạn 2 chúng ta lấy ra hai viên bi đỏ trong tổng cộng 10 viên bi đỏ. Số cách để lấy là C2, C20. Như vậy thì số cái trường hợp thỏa mãn của chúng ta là C15 nhân với C20. Và do đó các em tính xác suất để lấy được đúng một viên bi xanh. Cái xác suất cần tính thì các em lấy số trường hợp thỏa mãn là 5 nhân với C20 đi. Chia cho không gian mẫu là C3 15. Thì các em tính anh này ra là các em xong nhá. Ok chưa? Thầy sẽ tính luôn ở đây. Đó thì các bạn dùng Casio ra, các em ấn phân thức, các em lấy 5 nhân với đây là 10 C2 này. Ôn lại xác suất một tí nhá. 13 C5, 15 C3. Rồi các em vẫn bằng thì em ra được đáp án của chúng ta là 45 trên 91. 45 phần 91 thì các em chọn đáp án C. Câu 32C rất nhiều bạn chọn C, cảm ơn các bạn nhé. Ok nhá. Có một bạn vừa comment đây này, bạn nào ấy nhỉ? Mấy câu cuối nó sắp xếp sao ý thầy? 5 câu cuối không khó mấy mà từ 40 đến 45 thì khó quá thầy ạ. Thì họ sắp xếp random mà tại vì họ ra đề của sở thì họ có nhiều mã đề mà em. Thì bắt đầu từ câu 4 30 40 trở đi chắc là họ cũng sắp xếp theo kiểu 10 câu cuối thì có câu khó, có câu dễ hơn nhưng mà họ cứ sắp xếp một cách random ấy. Đấy tại vì họ có nhiều mã đề mà. Thì cái mã đề này của thầy thì các em cứ lợi dụng dựa vào một mã đề để các em đối chiếu sang cái mã đề của các bạn thôi nhá. Tí nữa chữa mấy câu cuối thì thầy sẽ chữa theo, có thể là thầy cũng không chữa theo thứ tự mà thầy sẽ chọn từ dễ đến khó, nhưng mà các em yên tâm là thầy sẽ chữa cho các bạn full hết 50 câu. Thầy chắc chắn với các bạn như vậy. Để cho các bạn đỡ phải lo lắng về vấn đề là thật sợ là thầy không chữa hết tại vì các em để ý là chưa bao giờ có một cái đề nào ấy mà thầy chữa đề của sở hoặc đề của bộ hay bất kỳ một cái đề nào. Chưa bao giờ thầy bỏ bất kỳ một câu nào. Thầy luôn luôn chữa full cho các bạn đầy đủ 50 câu từ khóa 2K1 tức là cách đây là 4 năm rồi là đều như vậy đến năm nay cũng không có gì thay đổi cả. Giá trị nhỏ nhất của hàm số fx bằng x mũ 4 trừ đi 24 nhân x bình phương trừ đi 4 khi các em xét trên đoạn từ 0 đến 19 là gì? Khi các em tìm min của anh này khi các em xét trên đoạn từ 0 đến 19 thì thôi, mình cứ tính như bình thường thôi nhá. Các em tính f phẩy x ra, 0 đến 19 con số 19 nó khá là to nên các em dùng table thầy sợ là nó hơi cũng được thôi nhưng mà thôi cứ làm này có khi dùng table còn chậm hơn. Đó, trừ đi 48x. Thầy vẫn có thói quen, tức là thầy sẽ là một thầy là con người thích truyền thống, tức là thích cái kiểu truyền thống, thầy vẫn hay làm theo kiểu truyền thống.
chứ không thích là Casio, nhưng mà này làm gì, 48 chia 4 là mười mấy, 12 đúng nhờ, thì bằng 4x nhân với x trừ đi 2 căn 2, 2 căn 3 nhân x cộng 2 căn 3. Thì khi đó các bạn tìm max à, tìm min đúng không? Min trên đoạn từ 0 đến 19 thì có mỗi một điểm đặc biệt thôi, đó là điểm 2 căn 3. Được chưa? M nhân ảnh kiểu thấy ô sao thế nhỉ? Ok, không vấn đề gì. May quá các bạn comment thầy mới để ý được. Ừ, đúng rồi. Đây thầy chỉnh lại cái focus này là được, không vấn đề gì. Ok rồi nhá. M nhân ảnh. M nhân ảnh so sánh với hàn mặt tử à? Ok, nào tiếp tục nào các em ơi. Đây là x mũ 4 này. X mũ 4 này. Trừ đi 24x bình phương. Trừ đi 4. Rồi, các em bấm K này. Các em tìm min đúng không? Thì các em xét các cái giá trị 0 thì không nói gì rồi, đó là âm 4. Đây các em quan tâm đến cái giá trị 19 đi. 19 nó bằng bao nhiêu? 19 nó là... ôi số này chắc là không phải min rồi. Rồi, 2 căn 3 bằng bao nhiêu nào? Rồi, 2 căn 3 là âm 148. Ngon ngon quá, ngon quá, 148. Ngon này rồi, âm 148. Chọn luôn, không phải suy nghĩ nhiều nhé. Chọn luôn, không phải suy nghĩ nhiều. Rồi. Mất Full HD không che rồi ạ, à? Bản Đỗ Quang Trung. Đấy, thầy chỉnh lại rồi mà. Thầy chỉnh lại rồi, có ai thắc mắc gì không? Đấy, những bài này thì thầy sẽ đi thi, chắc là thầy sẽ làm như vậy. Từ các bạn sẽ có nhiều con đường khác nhau, các em có thể biến đổi, các em làm kiểu này kiểu kia cũng được, tùy các bạn. Đi thi khả năng là thầy sẽ làm cách này nhá. Thực ra nếu mà các bạn đăng ký khóa học của thầy mà các em theo thầy từ đầu ấy, thì các bạn sẽ dần dần các bạn học với thầy thì các em sẽ ăn được cái, tức là các em sẽ hình thành nên cái lối tư duy của thầy và cái cách mà thầy xử lý bài toán này, các em sẽ thường thường ngấm vào các em khi mà các em đăng ký. Tức là các bạn mà theo thầy từ đầu ấy thì các bạn sẽ thấy những cái lối tư duy mà nó không theo kiểu, tức là thầy thường thường ví dụ một cái bài toán rất đơn giản như câu 33 chẳng hạn. Đấy thì sẽ có nhiều bạn là nhảy vào Casio luôn, nhưng mà thầy nhìn nhận khi mà con mắt của thầy nhìn vào bài toán này thầy lại đi tính đạo hàm. Đấy, kiểu của thầy là như thế. Còn tất nhiên các bạn có thể lựa chọn là tính Casio hoặc tính đạo hàm tùy các em nhé. Đấy thế nhưng mà học sinh mà học với thầy thì các em dần dần các em ngấm vào cái đấy. Hoặc là giống như kiểu những bài toán mà các bạn tính đạo hàm để các em tìm min max thì thầy lại đi dùng bất ợt cosi kiểu như thế. Các bạn nào mà học với thầy ở đây thì chắc các bạn quen với cái việc đấy đúng không? Thầy ơi thì này em được có 8 thì có ổn không? Tất nhiên là không ổn rồi. 8 làm sao mà ổn được? 8 thì chết à? Nhá. Cố lên nhá. Thời gian nó vẫn còn rất là nhiều, cũng không phải quá nhiều đâu, nhưng mà đủ để các em cải thiện từ điểm 8 đến điểm 9 một cách dễ dàng. 8 đến 9 thì không khó, 9 đến 10 mới khó, chứ 8 đến 9 thực ra rất là dễ. Đấy. Cắt một hình trụ bởi một mặt phẳng qua trục của nó, ta được thiết diện thu được là một hình vuông có cạnh bằng 3. Thiết diện thu được là một hình vuông, một mặt phẳng qua trục cho các em nhé. Đây là trục này. Thì thiết diện thu được nó là một hình vuông có cạnh bằng 3. Thì mình gọi là cạnh bằng 3 đi. Thì nó bảo diện tích toàn phần, diện tích toàn phần. Thế các bạn thấy là đây là chiều cao bằng 3 và bán kính là bằng mấy? Bằng 3 phần 2. Vậy diện tích toàn phần thì các em lấy là các em nhớ là diện tích xung quanh là 2π RH là diện tích xung quanh cộng với diện tích đáy là π R bình, nhưng mà các em thấy hai đáy này phải là 2π R bình, đúng không? Thì bằng 2π nhân R cộng H với R bằng 3 phần 2. Cần chiều cao bằng 3, xong bài toán nhá. Cái này bằng 3 nhân với đây nó là 9 phần 2, 3 nhân 9 phần 2 nhân pi bằng 27 phần 2 nhân pi. Ngon lành rồi, 27 phần 2 nhân pi. Thì các em chọn cho thầy cái phương án là phương án C. Câu 34 chọn C các em nhé. Rồi, xong. Rồi đến câu 35. Câu 35, chúng ta có bài toán như này. Cho rằng cho tích phân từ 2 đến 5 của f(x) dx thì bằng 10, thì khi đó đề bài yêu cầu các bạn tính tích phân là 5 đến 2 của 2 trừ đi 4 là f(x) dx. Đây là 5 đến 2. Thì tất nhiên rồi các bạn muốn quy về 2 đến 5. Đây đây là 5 đến 2 đúng không? Đề bài yêu cầu các em tính tích phân từ 5 đến 2 thì thay đổi thành 2 đến 5 thì phải để dấu âm lên trước. Đấy của 2 trừ đi 4 fx dx. Tại vì đề bài cho được là tích phân từ 2 đến 5 của fx dx bằng bao nhiêu mà? Bằng âm tích phân từ 2 đến 5 của 2 dx. Đúng không? Cộng với 4 lần, đây là dấu cộng tại vì trừ trừ biến thành cộng. Cái này đơn giản rồi, 2 nhân 3 là 6. 4 nhân 10, 40 trừ 6 là 3 mấy nhỉ? 34. 40 trừ 6 là 34 đúng không? Thì các em chọn thấy cái phương án là phương án D. Rồi 3 năm xong nhá. Như vậy mình xong 35 câu đầu tiên. Mình đã xong 3 năm câu đầu tiên thì có bao nhiêu bạn thắc mắc của phần đầu tiên các em có thể comment thấy biết nào.
Bao nhiêu bạn bạn thắc mắc hoặc có vấn đề gì mà các em khó hiểu, các em comment thầy xem nào. Thầy đang để ý comment các bạn đây. Rồi, cảm ơn các bạn vừa comment đáp án nhá. Các bạn một số bạn thì để ý là comment sai đáp án đấy. Em lưu ý nhá. Từ câu 1 đến câu 3 năm thầy nghĩ là các bạn làm trong phòng thi, các em chỉ mất tầm thời gian tầm độ khoảng 15 đến 20 phút. Thầy chữa các bạn thì nó sẽ lâu hơn, tại vì thầy còn nói, thầy còn phân tích, xong thầy còn để ý comment, xong thầy còn dừng lại, xong rồi còn phân tích này nọ kia. Thậm chí thầy có thể nói ngoài nề, nhưng mà thực ra trong phòng thi thì các em nên làm từ 15 đến 20 phút thôi. Thậm chí có thể sớm hơn cũng được nếu bạn nào mà đủ khả năng làm nhanh. Đấy là từ câu 1 đến câu 3 năm. À, để dành thời gian cho những câu sau. Mình muốn được mục tiêu 9 cộng 9,6, 9,8 rồi thậm chí là 10 điểm thì mình phải có một cái chiến lược làm bài như vậy. Còn tùy các bạn, nếu mà giả sử mà kiến thức các bạn vẫn đang hổng và các em chỉ nắm được cái kiến thức cơ bản nhất thì các em có thể làm chắc, làm tới đâu chắc tới đấy, chắc được 7 điểm đã. Thì làm tới đâu chắc đến đấy thì không nói làm gì. Nhưng những bạn mà mục tiêu cao thì các em cố gắng là các em tăng tốc và các em vừa làm nhanh vừa làm chính xác. Đó. Và đặc biệt là những bạn mục tiêu cao như vậy mà các bạn muốn đăng ký một khóa học mà nó phù hợp với bạn năng lực của bản thân, và đồng thời là các bạn có thể đồng hành cùng thầy đến lúc thi để làm sao cho thầy vừa có thể phát triển được cái tư duy của bạn trong những bài toán vận dụng cao và vừa có thể chống các bạn sai ngu, đặc biệt là cũng tổ chức thi thử thực chiến phòng thi với các đề thi cũng rất là chất lượng được thầy soạn biên soạn, thì các bạn có thể inbox trực tiếp cho page, thì các bạn anh chị trên page các anh chị sẽ tư vấn nhá. Các bạn nào có tâm sự thắc mắc gì không? Sai ngu một câu thầy ạ, Hòa Nguyễn thế à? Cuối ni thầy hát đi ạ. À? Ni xong thầy một ca nữa cơ, không biết là có đủ sức để dạy ca sau nữa không, nhưng mà chắc là vẫn dạy được. Nào, câu 35 xong rồi, mình sẽ tiếp tục sang câu 36. 36 là bài toán hình. Và bài toán hình liên quan đến góc giữa hai mặt phẳng. Thì đầu tiên mình có thể vẽ hình ra đã. Cho hình chóp SABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, có SA vuông mặt đáy. Thì đây, thầy sẽ vẽ ra nhá. Tam giác ABC có đáy ABC là vuông cân tại B, vuông cân tại B và có SA vuông góc mặt đáy. ABC đây, SA vuông mặt đáy có ngay. Xong rồi. Tiếp tục này. Biết rằng AC bằng căn 2, tam giác ABC vuông cân tại B mà có AC bằng căn 2, tức là AB bằng BC bằng 1. SA thì bằng căn 3 trên 3, SA thì bằng căn 3 trên 3. Được chưa? Thầy yêu cầu các bạn đi tính góc giữa mặt phẳng SBC, SBC và mặt phẳng ABC. Các em quan tâm đến góc giữa mặt phẳng SBC và mặt phẳng ABC. Các bạn thấy cái giao tuyến giữa mặt phẳng SBC và ABC chính là BC. Các bạn có thấy một điều như này nhá. BC nó vuông góc với cả AB, BC vuông góc với cả SA nữa, nên BC vuông góc mặt phẳng SAB, nên BC vuông góc với cả SB. Vậy thì góc giữa mặt phẳng SBC và mặt phẳng ABC chính là góc SBA, góc này. Và các bạn biết được SA rồi. Các em biết được AB rồi. Góc này là góc cần tính thì hiển nhiên các bạn có được cái tang của alpha, góc cần tính nó là SA trên AB. Thì chữa cực kỳ chậm đấy, căn 3 trên 3 thì cái alpha của chúng ta bằng 30 độ. Tang bằng căn 3 trên 3 thì alpha 30 độ nhé. Chữa khá là chậm để các em có thể hiểu được. Được chưa nhỉ? Rồi chọn B nhé các em nhé. Ai da, 1,3 nghìn bạn đang xem trực tiếp. Càng ngày càng đông đấy nhỉ. Các bạn giúp thầy chia sẻ về nhá. Bạn nào mà chưa chia sẻ về các em giúp thầy chia sẻ về nhá. Đặc biệt là các bạn nào ở Thanh Hóa ấy, thì các bạn giúp thầy chia sẻ về nhá. Để cho các bạn ấy có thể tiếp cận với các cái bài giảng ngày hôm nay đông hơn. Sáng nay các em vừa thi xong thì thầy nghĩ là chiều tối thì các bạn cũng cần một cái cần chữa mới cần check đáp án nữa đúng không? 3 năm câu đầu nằm trong bao lâu thì ổn ạ? Cứ 10 năm đến 20 phút nhá. Sớm hơn thì càng tốt. Rồi, cho hình phẳng H giới hạn bởi đồ thị hàm số là y bằng 3x trừ x bình phương và trục hoành. Đây, cái hình phẳng H của chúng ta là như này. Đó, 3x trừ x bình phương và trục hoành. Đây là 3, đúng không? Đây, cái parabol đây. Và trục hoành tức là đồ thị hàm số này. Cái giao điểm của nó là điểm x bằng 0 và x bằng 3. Thể tích V của vật thể tròn xoay sinh ra khi cho hình phẳng H quay quanh trục hoành là gì? Đây là trục hoành OX này. Thì người ta yêu cầu các bạn quan tâm đến thể tích khối tròn xoay sinh ra khi cho cái này quay quanh trục hoành. Thì các bạn có nhớ hôm qua thầy vừa dạy các bạn xong, tối hôm qua thầy dạy các bạn từ 10 giờ tối đến 11 rưỡi, 11 rưỡi. À, thời gian 1 tiếng rưỡi đêm hôm qua. Dạy các bạn về ứng dụng của tích phân để tính thể tích vừa dạy xong. Đấy. Đấy, các kỹ năng giải quyết các bài toán liên quan đến ứng dụng tích phân tính thể tích trong khóa học. Thì bài này thì các em học rồi thì bài này thậm chí nó còn dễ hơn rất nhiều so với những bài toán mà thầy đã dạy hôm qua. Các em chỉ cần làm một cái công thức rất là đơn giản thôi, đó là pi nhân với tích phân cận từ đâu? Từ 0 đến 3 của lắp vào thôi. 3x trừ dx bình phương tất cả gì đấy? Tất cả bình phương dx. Các em ấn
Casio phát kem Tada một cái là xong. Đúng không nhỉ? Nào, ấn Casio nhá. Ok. Tích phân. Đây là 3x này. Trừ x bình phương. Nhớ nó phải có tất cả bình phương nhé các em nhé. Cận từ 0 đến 3. Được chưa? Ấn xong chưa? Ok. Ta-da. Rồi. 81 phần 10. Các em nhân với pi nữa. Xong luôn. Ok. Đáp án à? Có thắc mắc gì không nhé? Lê Quân bảo thầy dạy hay quá. Ok. Cảm ơn em. Thanh Hóa thi mấy đợt vậy mọi người? À, thầy cũng không rõ nhưng mà các em yên tâm là những cái đề như đề Bắc Linh, đề Thanh Hóa, đề Nam Định, đề Sở Hà Nội. Đấy thì những cái đề của các cái trường đấy khi mà sợ các trường ấy thi thì thầy luôn luôn chữa luôn, thầy sẽ chữa ngay cả cả Nghệ An nữa, năm nào cũng thế mà, cứ kể cả chiều thi thì tối thầy cũng chữa mà sáng thi thầy cũng chữa luôn, bình thường là như vậy. Hà Tĩnh thì thầy sẽ chữa nó chậm hơn một tí, tại vì đề Hà Tĩnh thì thầy chữa nó chậm hơn một tí, thầy luôn luôn thích các cái đề của Nam Định này, Bắc Linh, Thanh Hóa rồi Nghệ An. Mấy cái đề của các trường đấy nó luôn luôn có gì đó hay hay. Thực ra nó cũng không phải mới đâu, nó vẫn áp dụng từ các dạng cũ thôi, nhưng mà nó cũng khá là hay và nó cũng có nhiều cái để các em có thể học hỏi được. Mấy cả đề của Đại học Vinh nữa. Đại học Vinh nữa. Được chưa? Có ai thắc mắc gì không? Được chưa? Nhá. Rồi, mình sẽ nói tiếp câu 38 này. Cho hàm số bậc 4 y bằng fx có đồ thị hàm số y bằng f phải x như hình vẽ. Hàm số gx thì bằng 4 lần f của x bình phương trừ đi 4 cộng với cả x mũ 4 trừ đi 8x bình phương. Hàm số này có bao nhiêu điểm cực tiểu? Thầy hỏi chút nữa các bạn muốn thầy làm theo cách gì nhỉ? Bài này thì các em tính đạo hàm trực tiếp cũng được. Nói chung là các em có nhiều cách đấy. Bài này thì có thể làm theo kiểu đạo hàm trực tiếp. Đạo hàm trực tiếp. Hoặc là ghép trục. Các em comment cho thầy số nào nhá. Thầy sẽ chữa được cái ấy. Các em comment số 1 là đạo hàm trực tiếp, cách số 2 là ghép trục thì các em muốn thầy làm theo cách nào? Thứ ra bản chất nó xem nhau thôi, nó là cách trình bày nó khác cái hình thái đi một tí. Đấy thì các bạn muốn thầy chữa được cách đạo hàm trực tiếp hay ghép trục các em ơi. Nhưng mà vấn đề là điều kiện để chữa được cách ghép trục các em phải hiểu cách ghép trục nhá, phải hiểu nhá. Thì các em nên học các cái buổi học trong khóa Y của thầy, nó khi mà thầy dạy các bạn hồi đầu năm liên quan đến các phương pháp ghép trục. Để giải quyết bài toán tương giao rồi giải quyết bài toán đơn điệu cực trị rồi các kỹ năng của đơn điệu cực trị, đặc biệt là đơn điệu cực trị của hàm hợp hàm liên kết và liên quan đến số điểm cực đại cực tiểu mà mối quan hệ giữa cực đại cực tiểu và các điểm cực trị. Đấy thì những cái đấy mà thầy đã dạy khá là kỹ rồi thì các em kết hợp các em lồng vào trong cái bài toán này thì thầy nghĩ là nếu mà đã giả sử mà các em đã theo thầy từ đầu năm ấy thì những bài toán này không hề khó, thậm chí có thể nói là dễ. Thầy thấy đa số các bạn đều muốn comment là chữa theo cách ghép trục à? Ghép trục à? Ok thì ghép trục nhá. Rồi thầy thấy đa số con comment số 2 đúng không? Rồi ok. Ghép trục là như thế nào? Ghép trục nó rất là nhẹ nhàng này thôi. Các em thấy là gx của chúng ta ấy thì nó bằng 4 lần f của x bình phương trừ đi 4. Đó, đây là cộng với x bình phương trừ đi 4 tất cả bình phương thì cái này phải trừ đi 16. Được chưa? Thì bây giờ thầy xét một cái hàm số hàm đây là hàm gx đúng không? Thì thầy đặt t bằng x bình phương trừ 4. Thầy đặt t bằng x bình phương trừ 4. Thì thầy sẽ có ngay cái hàm theo t, cụ thể là hàm ht, thầy sẽ làm một số ht. Nó là 4 lần ft nhân theo t vào. Đúng không? Cộng với t bình phương trừ đi 16. Và ở đây thầy sẽ tạo ra cái bảng biến thiên của hàm số gt gx thông qua cái mối quan hệ giữa t và ht. Cụ thể là như sau. Cái x biến thiên, cụ thể là cái mối quan hệ đây, thầy sẽ lấy viết bút đỏ đi, có bút đỏ không nhỉ? Đây rồi. Cái x biến thiên ấy, lưu ý này, cái x biến thiên nó kéo theo t biến thiên. T biến thiên nó kéo theo gì? Kéo theo HT biến thiên. Và HT của chúng ta ấy, nó biến thiên thì x kéo theo HT nó chính là x kéo theo GX. Đây mối quan hệ của chúng ta sẽ được thể hiện như thế này. Thì bây giờ chúng ta thể hiện mối quan hệ đấy ra làm sao? Đầu tiên là các em tạo ra cái sự quan hệ giữa T và HT trước nhá. Thì các em thấy là H phẩy bằng gì? H phẩy T nó sẽ là 4 lần F phẩy T cộng với 2T. Thì các em suy ra được H phẩy T bằng 0 khi nào? Khi và chỉ khi f phẩy t nó bằng âm âm t trên 2. Ok, bây giờ các em xét một cái hệ trục tọa độ OTI. Đây, xét hệ trục tọa độ OTI. Đó, thì đây là đồ thị hàm số y bằng f phẩy t. Các em vẽ tiếp cái đường y bằng âm t trên 2 để thể hiện cái sự tương giao. Y và âm t trên 2 nó sẽ đi qua các điểm âm 2 1 gợi ý sẵn này, điểm 0 0 và điểm 4 âm 2. Thì các em chỉ cần nối ba này lại với nhau. Thì đây chính là cái y bằng âm t trên 2. Ngay lập tức các bạn thấy à,
nó cắt nhau tại các điểm đó là âm 2, 0, 4. Vậy cái này chỉ xảy ra khi và khi hoặc là t bằng âm 2, hoặc t bằng 0, hoặc t bằng bằng 4. Do đó thì các bạn sẽ có được cái bảng biến thiên của cái hàm số mối quan hệ t và h phẩy như thế này. T của chúng ta chạy từ âm vô cùng này, chạy qua các điểm lần lượt là âm 2, 0, 4 và cuối cùng đi đến dương vô cùng. Thì h phẩy nó sẽ bằng 0 đây, 0 đây, 0 đây. Trong khoảng từ 4 đến dương vô cùng, các bạn quan sát cho thầy nhá. Trong khoảng từ 4 đến dương vô cùng thì các em thấy là cái đồ thị hàm số y bằng h phẩy, y bằng h phẩy nó nằm trên cái đường thẳng y bằng âm 2t, âm t trên 2. Khi mà nằm trên như vậy thì các bạn thấy là cái giá trị ở đây nó mang dấu dương và các em đan dấu thôi. Được chưa? Nó đan dấu như vậy. Rồi, ok. Thế thì HT nó sẽ không không quan trọng HT đâu, nhưng mà thầy cứ vẽ ra nhá. Nó nghịch biến đây, đồng biến đây, nghịch biến đây, đồng biến đây thôi. Ok, dừng lại nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ thể hiện cái bảng theo ghép trục này, bảng biến thiên của hàm số Gx, cái quan trọng là Gx theo ghép trục này. Thì Gx theo ghép trục của chúng ta được thể hiện như này. Đầu tiên là x biến thiên. X biến thiên nó kéo theo t biến thiên. T nó là x bình phương trừ 4. Thì các bạn thấy t phẩy của chúng ta ấy là 2x. Như vậy thì hàm số t theo x nó chỉ có một điểm cực trị là x bằng 0 thôi. Vậy đây là âm vô cùng 0 đến dương vô cùng. X biến thiên kéo theo t biến thiên. T của chúng ta nó sẽ là khi mà x bằng 0 thì t của chúng ta bằng âm 4 này. Khi x tiến đến âm vô cùng hoặc x tiến đến dương vô cùng thì t luôn tiến đến dương vô cùng. Các em đồng ý không? Và t biến thiên nó kéo theo ht biến thiên. Thì khi mà t chạy từ dương vô cùng quay ngược lại đến âm 4, đây các em nhìn thấy âm 4 đây nhá. Thì dương vô cùng quay ngược lại âm 4 thì nó đã đi qua ba điểm cực trị là 4, âm 4, 0, âm 2. Từ âm 4 quay ngược đến dương vô cùng lại đi qua các điểm cực trị là âm 2, 0, 4. Vậy bản chất của anh ấy, của chúng ta ấy là cái angle x này này. Anh ấy sẽ có tất cả 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ở đây các bạn có thể đếm được là 7 điểm cực trị. Đúng không? 7 điểm cực trị và các em muốn quan tâm đến cực tiểu. Nếu mà người ta hỏi các bạn cực trị thì các em có thể dừng lại rồi với cái phương án là 7 điểm cực trị. Nhưng người ta hỏi cụ thể điểm cực tiểu thì các em phải quan tâm đến điểm cuối cùng là điểm gì. Thì từ 4 đến dương vô cùng các bạn nhìn đấy. Từ 4 đến dương vô cùng thì cái h phẩy là dương nên cái này đi lên. Như vậy cái điểm này chính là điểm cực tiểu này. Đấy, đây là điểm cực tiểu. Như vậy cái điểm cuối cùng này điểm cực tiểu thì số điểm cực tiểu của chúng ta ấy 7 điểm cực trị nó sẽ san đều ra thì sẽ có 3 điểm cực đại, 4 điểm cực tiểu hoặc 3 điểm cực tiểu, 4 điểm cực đại. Thì vì cái điểm cuối cùng là cực tiểu nên số điểm cực tiểu nó sẽ nhiều hơn số điểm cực đại. Thầy dạy các bạn ngay từ đầu năm rồi cơ nhá. Cái này thì nếu như bạn nào mà mới tiếp xúc với thầy thì các em sẽ hơi khó hiểu một tí. Nhưng mà những cái kiến thức này thầy dạy các bạn rất là kỹ rồi. Đây là hàm số liên tục và là hàm số thông thường thì các em luôn luôn có điều đấy. 7 là một số lẻ thì nó là 3 cộng 4. Như vậy thì 3 cộng 4 thì khi mà số điểm cái điểm cuối cùng điểm cực tiểu ấy thì nó sẽ là cái số nhiều hơn đó, cực đại đây. Như vậy thì số điểm cực tiểu là 4 điểm cực tiểu các em nhá. 4 điểm cực tiểu. Được chưa nhỉ? Qua đó các em chọn cho thầy cái phương án là phương án A. Có ai thắc mắc gì không nhỉ? À nhá, ok nhá. 3 cực tiểu là sai rồi, phải 4 được cực tiểu cho em nhá. 4 cực tiểu chứ điểm cuối cùng thì 4 cực tiểu mà cái tổng cộng 7 điểm cực trị mà nhá. À nhá. Có ai thắc mắc gì không các em ơi nhá. Bạn nào thắc mắc các em comment thầy xem nào. Đấy, đây cũng là một bài toán ở mức độ vận dụng cao và các em thấy là khi mà các em giải quyết những bài toán vận dụng cao ấy thì nó sẽ liên quan đến các cái kiến thức lồng ghép các kiến thức của bạn từ từ những cái kiến thức cũ mà các em học đấy đến những kiến thức mới. Các bạn không cần các em phải giải quyết theo cách này, các em có thể tính đạo hàm trực tiếp sau đó thì các em xử lý cũng được, không vấn đề gì cả nhá. Quan trọng là các em lựa chọn cho mình một cái cách nó hợp lý. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến câu 39. Đề này chúng ta không thể nói kỹ quá được, tại vì nói kỹ quá thì mấy câu sau mất rất nhiều thời gian. Nên thầy sẽ nói vừa phải thôi, chứ nói kỹ quá thì nó mất rất nhiều thời gian mấy câu sau thì thầy sợ. Tí nữa thầy còn một ca nữa cơ. Nên thầy sợ nói nhiều quá thì tí nữa không có sức để dạy ca sau. Ca sau thầy dạy cho các bạn về số phức, mở đầu về số phức trong khóa Y của thầy, bắt đầu về số phức rồi. Sao quay đi âm 4 xong lại quay lại hả thầy? Lương Gia Huy, em ơi cái này nó liên quan đến ghép trục em nghiên cứu về ghép trục nhá. Học về ghép trục em nhá, học về kiến thức cơ bản về ghép trục nhá. Thầy là người Hà Nội đúng không thầy? Đúng rồi em ạ. Thầy ơi, x bằng 0 không phải nghiệm kép ạ. Cái này liên quan gì đến nghiệm mà em? Cái này có liên quan gì đến nghiệm đâu nhá. Câu này tầm câu bao nhiêu trong đề đại học ạ? Câu vừa nãy thì nếu mà trong đề đại học thì nó sẽ rơi vào tầm câu 4 3 đến 4 năm theo thầy đánh giá là như vậy.
Đỡ mức độ khó là rơi vào tầm 43 đến 45 nha. Nó chưa phải là câu phân loại quá nhưng nó cũng không phải là câu quá dễ để ăn điểm. Nếu mà giả sử hỏi số điểm cực trị thì nó dễ hơn, hỏi số điểm cực đại thì nó khó hơn một tí nhá. Rồi. Câu 39. Cho câu nói IZ cho 4 điểm ABCD thì điểm M có tốc độ ABC di động trên mặt phẳng. Ói gì? Thì khi biểu thức T này đặt giá trị nhỏ nhất thì tổng A cộng B cộng C bằng bao nhiêu? Thì trước khi các em học bài này ý, thầy yêu cầu các bạn phải biết cái này, biết cái gì? Biết cái tâm tỉ cự, biết kiến thức về tâm tỉ cự. Thầy cũng rất mong muốn các bạn biết được cái kiến thức về tâm tỉ cự. Nếu như các em chưa biết thì thực sự đấy là một cái vấn đề của chúng ta. Tại vì nếu mà các em chưa biết thì thầy phải giảng lại từ đầu, nó rất là mất thời gian. Nên nếu như bạn nào mà không biết tâm tỉ cự ấy, thì thầy cho các bạn một cái con đường để có thể biết được thông qua tâm tỉ cự. Thầy sẽ mở cái trình duyệt của thầy ra. Đây là trình duyệt web của thầy. Đây là trình duyệt web của thầy. Đây nhá. Đây. Đây là trình duyệt web của thầy nhá. Đấy các bạn nhìn nhá. Thì các em vào YouTube. Đấy. Các em search từ tâm tỉ cự. Đỗ Văn Đức. Tâm tỉ cự Đỗ Văn Đức. Rồi. Các bạn thấy có hai video tâm tỉ cự này, các bạn có thể học video tâm tỉ cự nào cũng được, tùy các bạn nhé. Các em nên học cái 2020 là cái mới nhất. Đấy, cái 2020, năm 2021 thì thầy không làm nữa. Hai cái thầy làm hai cái vi tâm tỉ cự rồi thì cái 2020 cái mới nhất thì các em có thể học cái 2020. Đấy, các em có thể học. Cái quảng cáo này các em có thể không cần xem nhé. Tại vì bỏ qua đi, bỏ qua quảng cáo. Đấy thì cái tâm tỉ cự thì các em có thể học. Nếu mà không học thì em xem lại cái video 2020 2019 cũng được, có rất nhiều video về tâm tỉ cự nhá. Thì đấy là cách để các em có thể nắm được cái kiến thức về tâm tỉ cự. Ngoài ra thì trong khóa Y là cái khóa này này, khóa học của thầy là thầy vẫn đang dạy các bạn trong nhóm kín. Thì bạn nào đăng ký thì các em có thể inbox trực tiếp cho page. Hiện tại thì đang có 5,5 nghìn. Và nếu như bạn nào mà muốn đăng ký riêng khóa tổng ôn ấy, thì tổng ôn luyện đề ấy, thì thầy vẫn mở đăng ký này. Thì đây là khóa tổng ôn luyện đề của thầy, đang có 5,1 nghìn bạn đăng ký. Thì các bạn có thể đăng ký chỉ đăng ký khóa tổng ôn luyện đề mà không đăng ký khóa Y thì cũng được. Còn nếu các bạn đăng ký combo tất cả thì học phí đang rất ưu đãi nhá. Đấy. Và các em được tặng sách nữa. Thầy không nhớ cụ thể là bao nhiêu nhưng các bạn cứ inbox trực tiếp cho page thì các anh chị trên page các anh chị sẽ đã tư vấn khoa học cho các bạn. Thì thầy vẫn đang dạy các bạn. Thì theo kế hoạch thì hôm nay thầy còn có một cái ca nữa, tí nữa thầy còn phải vào trong nhóm kín để thầy dạy nữa. Còn đây là cách mà các bạn nào mà giả sử mà yếu về cái tâm tỉ cự không biết thì các em có thể vào đây. Còn bây giờ mình cùng nhau phân tích ở bài toán này. Bài toán này không phải bài toán mới, đây là bài toán cũ và nó đã gặp khá là nhiều rồi. Bây giờ thầy chỉ chữa cho lại cho các bạn thôi. Ô chết. Ô. Nó sao lại mất được nhỉ? Alo alo, order à? Ô, lạ thật đấy. Còn đợi thầy một tí nhá, cái OBS này bản mới nó hơi cùi. Ơ sao lại thế nhỉ? Thế tắt đi rồi mà tại sao nó vẫn còn nhỉ? Không biết, thầy đang không biết là tắt tắt cái này kiểu gì cơ. Hay tắt cả cái mới được à? Ơ, lạ thật. Mình đã tắt đi rõ ràng rồi mà vẫn còn là sao nhỉ? Các em đợi thầy một chút nhé, để thầy kiểm tra xem. À, hóa ra là đây, đây, thầy hiểu rồi, thầy hiểu lý do rồi. Ok, thầy đã hiểu lý do rồi. Rồi, ok nhá. Thầy hiểu lý do rồi. Cho cùng nhau câu 39. Câu 39. Tưởng là phải tắt đi cái kia. Rồi, câu 39 nhá. Thế khóa tổng ôn luyện đề thì làm tuần khoảng bao nhiêu đề? Hiện tại thì thầy vẫn đang dạy các bạn tuần 3 đề. Nhưng mà sắp tới thì thầy tổng sẽ tăng cường lên một chút. Hiện tại đang là tuần 3 đề em nhé. Rồi ok nhá. À thật đấy ha. Nào, các em lưu ý là ở đây thầy dạy các bạn như khi mà các em đã biết về tâm tỉ cự rồi. Các bạn nào mà chưa biết tâm tỉ cự thì các em vui lòng xem cho thầy cái phần lý thuyết đã nhá. Trước hết là các bạn nhìn thấy cái mối quan hệ giữa MA bình, MB bình, MC bình thì ba cái đấy là bình phương, tự nhiên mọc ra anh MD bình phương lại mũ 4. À, MD lại mũ 4. Như vậy ý tưởng của chúng ta là gì? Chúng ta xét cái điểm Y là tâm tỉ cự của hệ 3 điểm ABC với bộ 3 hệ 3 số 4 5 6, tức là các em xét điểm Y thỏa mãn.
Đó là 4 lần vectơ IA cộng với 5 lần vectơ IB trừ 6 lần vectơ IC bằng vectơ 0. Các em xét cho thầy điểm Y thỏa mãn này. Các bạn lưu ý có cách tìm nhanh điểm Y nhé. Tìm nhanh Y thầy đã nghiên cứu ra cách tìm nhanh cho các bạn như sau. Các em lấy Y của chúng ta thì các em lấy A 4A này, hệ số A này cộng với 5B này trừ đi 6C này trên 4 cộng 5 trừ 6. Xong các em sẽ đưa vào cái Casio. Đưa vào Casio. Để các em nhập vào cái hoành độ, tung độ, cao độ. Thì cái này trong video đi video cũ thì thầy đã nói với các bạn rất là kỹ và thầy còn nói với các bạn vì sao nữa. Bản chất rồi. Nó khá là nhẹ nhàng, đúng không? 6C này. Đây là 4 cộng 5 trừ 6 à? 4 cộng 5 trừ 6. Xong các em nhập vào nút CLC này, calculator này. Đấy, A thì hoành độ là 2. Hoành độ của B là âm 1. Các em nhìn hoành độ trước, hoành độ C là âm 2. Các em ấn bằng thì các em thấy là Y có tốc độ là 5 này. Đến lượt tung độ của Y thì các em lấy tung độ của Y, các em lấy tung độ của A là 3. Tung độ của B cũng là 3 và tung độ của C nó cũng là 3 luôn. Như vậy nó là 3. Ở đâu? Thầy có nhìn nhầm không nhỉ? Tung độ của C đâu phải 33 nhỉ? Tung độ của C nó là 1 chứ, nhìn nhầm. Như vậy cái này là 7. Và cuối cùng là D. À, cuối cùng là cao độ của A là 5. Cao độ của B là 2 và cao độ của C nó là 3. Như vậy cao độ của D nó là 4. Và các em thấy thật kỳ diệu đó là nó trùng với cái gì đấy? Nó trùng với cái điểm D. Như vậy điểm Y này trùng với điểm D. Hay nói cách khác là D chính là tâm tỉ cự của bộ 3 điểm ABC ứng với bộ 3 số là 4 5 6, 4 5 âm 6. Và do đó các em áp dụng công thức thì các em sẽ có công thức như sau. Các em có được 4 lần MAB. M là điểm bất kỳ nhá, thì các em luôn có được 4 lần MA bình cộng với 5 lần MB bình trừ đi 6 lần MC bình. Anh này ấy, thì nó sẽ bằng 4 cộng 5 trừ 6 nhân với MD bình. Tại vì D nó trùng với Y mà, thực ra nó MI bình ấy, nhưng mà các em viết là MD bình như nhau. Xong rồi cộng với 4 lần DA bình cộng với 5 lần DB bình trừ 6 lần DC bình. Thì cái này không bao giờ thay đổi này, đúng không? Như vậy cái biểu thức T của chúng ta bằng gì? 4 cộng 5 là 9 trừ 6 là 3. Vậy đây là 3MD bình cộng với MD mũ 4 cộng với một cái biểu thức không đổi thay đổi đó là DA bình phương cộng 5DB bình phương trừ đi 6DC bình phương. Và cái này không bao giờ thay đổi. Người ta bảo là T min. Vậy T min ấy, T nhỏ nhất thì rõ ràng là MD phải min. Đây là MD bình cộng với MD mũ 4. M thay đổi điện thì M thay đổi trên mặt phẳng OXY. M thay đổi trên mặt phẳng OXY của phương trình là Z bằng 0. Điểm M chạy trên đây. Cái điểm D cố định có biết tọa độ rồi. Đó là 5, 7, 4. Thì M chạy trên đây thì khi nào thì MD min các em? Thì rõ ràng MD của chúng ta ấy luôn lớn bằng khoảng cách từ điểm D đến mặt phẳng OXY. Đúng không? Đây này. Dấu băng xảy ra khi M trùng với H là hình chiếu móc của điểm D xuống mặt phẳng OXY. Và cái hình chiếu vuông góc của D xuống mặt phẳng OXY nó chính là điểm của tọa độ OXY em giữ hoành và giữ giữ tung của các em bỏ đi cao. Nghĩa là cái này là 5, 7, 0. Và do đó thì các bạn tìm được tọa độ của điểm M thỏa mãn đó là 5, 7, 0. Và người ta bảo là A cộng B cộng C tương với ABC để ABC này. Thì A cộng B cộng C bằng 12 thôi nhá. Và bài toán được giải quyết. Các em sử dụng kiến thức tâm tỉ cự là các em làm xong. 12 các em nhá. Câu 39 chọn đáp án gì đây? Đoạn là C có ai thắc mắc gì không? C nhá các em nhá. Rồi. Ok tốt rồi. Nhá C nhá. Rồi xong câu 39. Có ai thắc mắc gì không các em? Câu 39 này là một câu vận dụng cao. Đây là câu không dễ. Tuy nhiên cái dạng toán này là dạng toán khá là cũ. Và thực ra là các em đã thầy nhớ là thầy đã dạy cái dạng toán này. Thậm chí là bài toán kiểu như thế này. Không biết có phải chính xác bài toán này không cho tận khóa 2K2 rồi cơ. Đấy thì khi mà các em làm bài toán này thì nó xuất hiện câu 39 thầy nghĩ là không hợp lý. Nếu mà đề bài cho chuẩn thì câu này nên xuất hiện ở tầm câu 45, 46 nó hợp lý hơn nhá. Bạn nào thắc mắc gì không nhỉ? Comment thầy xem nào. Lưu ý là các em biết tâm tỉ cự rồi nhá. Thầy coi các bạn biết tâm tỉ cự rồi. Các bạn nào mà chưa biết tâm tỉ cự vui lòng các bạn xem lại một tí nhá. Xem lại cái kiến thức mà thầy đã dạy các bạn ấy nhá. Để các em nắm được rõ hơn về tâm tỉ cự. Các em search YouTube tâm tỉ cự Đỗ Văn Đức. Hoặc các em có thể đăng ký kênh YouTube của thầy cũng khá nhiều cái điều hay và bổ ích trong đấy đấy nhá. Rồi thầy giảng hay quá. Cảm ơn bạn Nguyễn Văn Quang. Ở đây câu 140 cũng là câu 40 cũng là một cái bài toán mà có thể nói là một bài toán mà nhiều bạn sẽ bỏ.
rất đáng tiếc câu này, nếu mà các em bỏ bài này thì cũng rất là đáng tiếc. Nó không xứng đáng để bỏ các em ạ. Đấy là lý do tại sao bỏ bài tiếp, tại vì nó không xứng đáng để mình bỏ. Bỏ thì nó đáng tiếc thôi, nó mất điểm thì mình đáng tiếc thôi. Không biết là đi thi các bạn ở Thanh Hóa ấy, làm bài này các em có làm được không? Các em comment cho thầy xem có làm được hay không nào. Comment thầy xem các em có làm được hay không. Tâm thì cự thầy có dạy trong khóa Y đấy, nhưng mà thầy dạy trong khóa Y thầy dạy sơ sài thôi. Tại nó không quá quan trọng, thầy chỉ nói cho các bạn cái kiến thức quan trọng nhất của khóa Y, xong thầy sẽ còn tổng ôn các bạn một lượt nữa. Nhá. Em bỏ luôn Nguyễn Thành à? Nguyễn Thành và em bỏ luôn. Ok, còn các bạn khác thì sao? Đó, có bạn chọn A rồi kìa, bạn Thắng Đại Ca, một học sinh cũng rất là nhiệt tình comment và rất nhiệt tình chịu khó phát biểu bài trong khóa Y của thầy. Và các bạn khác cũng thế nhá. Không thầy ạ, à, thế à. Rồi, thầy đọc đề nhá. Cho hàm số y bằng x liên tục trên r và các đồ thị như hình vẽ. Đặt t bằng, ok các bạn biết t bằng 103 nhân f của a bình cộng b a cộng 1 cộng 234 nhân với f của, nhiều khi nhá, các bạn đọc tới đây các em đã muốn bỏ rồi. Đấy là cái tâm lý chung của học sinh. Thầy không trách các bạn được, nhưng các bạn cứ suy nghĩ một tí thì đã, bình tĩnh nhá. Gọi m nhỏ là số cặp số AB mà tại đó biểu thức T đạt giá trị lớn nhất. Wow. Nghe có vẻ hơi trừu tượng đúng không? Hơi trừu tượng, hơi ít gặp đúng không? Làm tới đây thì đa số là bỏ đấy. Nào thôi mình đọc nhá. Bài toán nó không quá khó nhưng mà các em bỏ là đáng tiếc thôi. Thường thường nhá, theo kinh nghiệm thấy những cái bài toán mà người ta ra đề theo kiểu giao bộ châu như này, theo kiểu trông nó rất là hầm hố như này, nhưng chưa chắc là khó đâu. Nhiều khi mình chỉ cần quan sát và mình phân tích một tí, mình nhận ra những cái điểm quan trọng nhất của nó là mình sẽ phát hiện ra ngay. Thì bây giờ các bạn nhìn nhá, gọi giá trị lớn nhất của t là m thì giá trị của biểu thức m lớn trên m nhỏ bằng bao nhiêu? Đấy. Nó rất là đơn giản ở một điều là nếu mà các bạn để ý thì nó liên quan đến cái giá trị lớn nhất của một cái biểu thức t kia. Biểu thức t là biểu thức mà f của bên trong nó cũng trông nó cũng khá là kỳ dị. Và con số 103 và số 234 nó chả liên quan gì đến nhau cả. Hai lần 103 thì nó gần với 234 nhất, đó là 206 thì nó cũng cách 234 đến một cái lượng rất là xa. Đấy, thế nên trong tính toán của chúng ta thì những cái kiến thức, những cái này thì khả năng cao là con số này nó chỉ tượng trưng thôi. Nghĩa là nếu mà đề bài có thêm 103 hoặc 104, 105 thì chắc là cái phương pháp nào nó không thay đổi. Đây là cái dự đoán của chúng ta. Thế nên cái việc là cái biểu thức là FA bình cộng BA cộng 1 và F của A, FB cộng BFA cơ kìa. Nó sẽ là cái mà hai cái các em xử lý nó không kết hợp được với nhau, hơi khó để kết hợp với nhau mà các em thường thường các em phải tách riêng ra các em xử lý. Và nó liên quan đến giá trị lớn nhất, và khi các em quan sát vào đồ thị thì các em thấy ngay à, cái đồ thị hàm số Fx có giá trị lớn nhất thì bằng 6. Nhận xét một cái điều rõ ràng. Mắc của Fx. Đúng không? Mắc của Fx bằng 6, dấu bằng xảy ra khi gì? Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi x bằng mấy? Cái lõi của chúng ta bằng mấy? Bằng 3. Và đây là cái điều quan trọng nhất. Thế nên nếu mà các bạn để ý thì các em chỉ làm thế này thôi là xong luôn. Ta có. Nào, f của a bình cộng a cộng 1 nhỏ bằng 6, đồng ý không? Fx nhỏ bằng 6 với xr thì cái này hiển nhiên nhỏ bằng 6. F của a fb cộng với bfa nó cũng phải nhỏ hơn là bằng nhỏ bằng 6 hiển nhiên. Đúng không? Tại vì mắc của nó mà, đúng không? Đấy. Thế thì các em sẽ có biểu thức t của nó sẽ nhỏ bằng gì? 103 nhân 6 cộng với 234 nhân 6 thì nó bằng, đây là 337 à. Đúng không? T nhỏ bằng 337. Dấu bằng xảy ra khi nào? Wow, dấu bằng xảy ra mới là điều quan trọng này. Dấu bằng mà xảy ra thì ngon này, xong. Xong bài toán. Các em lưu ý là dấu bằng ở đây xảy ra khi cái lõi của chúng ta bằng 3. Như vậy dấu bằng ở đây xảy ra khi A bình cộng A cộng 1 là cái lõi đầu tiên phải bằng 3. Và đồng thời nó là AFB cộng BFA nó phải bằng 3. Thì tương đương với hoặc là A bình cộng A trừ 2 bằng 0, tức là A bằng 1 hoặc A bằng trừ 2. Và AFB cộng BFA nó phải bằng 3. Thực ra các bạn để ý là F1 hay là F-2 thì đều bằng 0 nhé. Đề bài người ta cho rất là ngụ ý luôn đấy các em ạ. Đây này, các em nhìn này. F1 hay là F-2 đi chăng nữa thì nó đều bằng 0 hết. Nó đều bằng 0, hai cái đấy đều bằng 0. Thế nên dù các em thay A bằng 1 thì F1 cũng bằng 0, mà thay A bằng trừ 2 vào đây thì F-2 cũng bằng 0. Nên cái FA này bằng 0. Khi mà em thay A bằng 1, A bằng trừ 2 thì cái FA này bằng 0. Như vậy cái này tương đương với A bằng 1 hoặc là A bằng trừ 2. Còn FA này chắc chắn bằng 0 rồi. Dù nó bằng 1 hay trừ 2, FA bằng 0. Nên AFB bằng FB đi. FB bằng 3 phần A. Đúng không? AFB thì bằng 3 mà. Cái này bằng 0 mà. Vậy trừ 1
Trừ 1 a bằng 1 thì cái FB của chúng ta ấy nó bằng 3. Rồi, FB bằng 3. FB bằng 3 thì đây các em vẽ đường y bằng 3 ra thì em thấy là có 4 giá trị của B. Đấy, 4 giá trị của B. Thì đường y bằng 3 nó cắt tại 4 điểm thì có 4 giá trị của B nhá. 4 giá trị của B. Được chưa? A bằng 1 các em có 4 giá trị của A. Trừ 2 a bằng -2 thì FB của chúng ta bằng 3 trên -3/2. -3/2 thì các em vẽ đường y bằng -3/2 ra. Các em vẽ đường y bằng -3/2 ra các em. Y bằng -3/2 đây. Thì các em thấy cũng có 4 giá trị của B luôn. 4 giá trị của B. Như vậy trong mỗi trường hợp của A thì đều có 4 giá trị của B. Nên khi các em xét số cặp AB thỏa mãn thì các em sẽ có được 8 cặp AB thỏa mãn. 8 cặp AB. A bằng 1 thì có 4 cặp, 4 cặp. A bằng -2 cũng có 4 cặp. Như vậy tổng cộng có 8 cặp AB thỏa mãn. Vậy thì cái M nhỏ của chúng ta bằng 8. Và M lớn đấy, M lớn bằng cái này. Dấu bằng có xảy ra các em nhé. Dấu bằng có xảy ra, đàng hoàng nhé. Xong bài toán rồi, các em chỉ cần lấy cái máy tính. Thầy sẽ lấy máy tính Casio FX580VNX. Thầy chia 6 nhân 337 và chia cho 8. Enter một cái. Rồi, xong. Rồi, bạn nào thắc mắc gì không? Bạn nào thắc mắc gì không các em ơi nhá. Bạn thắc mắc gì không? Rồi, cảm ơn các bạn nhé. Tốt rồi, tốt rồi, tốt rồi. Ok, như vậy là chúng ta xong câu 40. Các bạn thấy không? Một tiếng, chúng ta chữa xong trong thời gian một tiếng là chúng ta xong 40 câu đầu tiên. Mà 40 câu đầu tiên không phải 40 câu quá dễ đâu nhá. Có câu 39, câu 40 là vận dụng cao đấy. Tí nữa còn mấy câu còn dễ hơn 39, 40 nhá. 39, 40 là vận dụng cao đấy nhá. Xong, xong, xong. Thế thì ngon lành rồi. Hay quá thầy ơi, cảm ơn em, Đỗ Quang Trung. Nào, còn bạn nào thấy hay các em comment hay quá thầy ơi cho thầy cái nào. Đỉnh thật sự à, thầy, ok. Huyền Mai. Đây cũng một cái kinh nghiệm rất là hay để trong quá trình em giải toán, em đặc biệt các bài toán min max ấy, là các em xử lý nhá. Một kinh nghiệm rất là hay để các em có thể xử lý. Coi như bạn nào mà chưa làm được thì cũng rút ra cho mình một cái kinh nghiệm để giải toán rất là hay, nhớ chưa? Nhá. Được chưa nhá? Được chưa? Ok. Tưởng khó lắm chứ. Đấy, thầy có nói với các bạn là nhiều khi các em gặp những bài toán ấy mà các em cảm giác là khó nhưng thực ra nó lại không khó như các em tưởng tượng đâu. Đấy là chỉ là cảm giác của chúng ta thôi. Đặc biệt những bài toán mà đề bài nó cho rất là khủng khiếp nhưng các em chỉ cần có một cái số quan quan sát các em hiểu đề, các em quan sát một tí là có khi các em làm được. Đó, rất là dễ chịu nhá. Nào. Tiếp tục này. Chúng ta đọc tiếp cái bài tiếp theo. Câu 41 cho hàm số y bằng x, đồ thị hàm số y bằng f phải x như hình vẽ bên. Thầy đặt hx bằng cái kia thì mệnh đề nào cho các mệnh đề sau là đúng? Tóm lại là bài toán muốn cho nó đi tìm cái giá trị lớn nhất của hàm số hx khi em xét nó trên đoạn từ âm căn 3 đến căn 3. Đúng không? Và khi mà đề bài người ta cho như vậy thì đi khảo sát hàm số hx trên cái đoạn này ra là tốt nhất thôi. Chả có cách nào khác, mình cứ đi tính đạo hàm ra. Mình cũng chả cần phải vội. Nào, tính đạo hàm ra ta có h phải x bằng gì? H phải x bằng 3 là f phải x trừ đi 3x bình phương cộng 3 thì nó bằng 3 lần f phải x trừ đi x bình phương trừ 1 đúng không? Nào, nó mình hiểu bài không nhỉ? Thế nên h phải x bằng 0 chỉ xảy ra khi f phải x bằng x bình phương trừ 1. Thì đây là các đồ thị hàm số y bằng f phải x. Các em vẽ thầy cái đường thẳng, à vẽ thầy cái parabol y bằng x bình phương trừ 1 ra. Thầy vẽ luôn nhá. Thầy vẽ luôn parabol. Đây là parabol y bằng x bình phương trừ 1 này. Các bạn đợi thầy một tí. Ok, nó sẽ ảnh hưởng gì không? Ok. Đó, vẽ parabol ạ. Y bằng x bình phương trừ 1. Các bạn thấy nó đi qua điểm có độ 1, 0, đi qua điểm có độ căn 3, đi qua điểm đây là tiếp xúc này. Thế chứ này. Được chưa các em nhá. Ok, thế thì các bạn thấy như này này. Trong cái đoạn từ âm căn 3 đến căn 3 ấy thì cái parabol màu đỏ thầy vừa vẽ trong cái đoạn đấy nhá thì nó luôn nằm trên cái đồ thị cái màu đen đồ thị f phẩy. Thế nên rõ ràng là f phẩy của chúng ta nhận xét này. Nhận xét này. F phẩy x của chúng ta chắc chắn luôn nhỏ bằng cái x bình phương trừ 1 với mọi x thuộc cái đoạn từ âm căn 3 đến căn 3. Vì thế nên h phẩy x của chúng ta sẽ nhỏ bằng 0 với mọi x thuộc đoạn từ âm căn 3 đến căn 3. Thế thì hx là hàm nghịch biến trên cái đoạn này. Vậy thì người ta yêu cầu các bạn tìm max.
Nghịch biến em nhé, nghịch biến thì móc của nó là hát tại âm căn 3. Thứ nhất lại hát tại âm căn 3. Hát tại âm căn 3 nó là 3 lần ép tại âm căn 3. Rồi, thay vào thì 3 lần ép tại âm A, cái kia bằng 0 nhá. Cái x mũ 3 trừ y 3x thì bằng 0. Đặt x làm thứ chung, x bình trừ 3, đúng rồi, bằng 0. Như vậy đáp án của chúng ta là 3 lần ép tại âm căn 3. 3 lần ép tại âm căn 3 thì các em lựa chọn thầy cái phương án nào? Mắc rồi đáp án C. Câu 41 chọn C thầy nhá. Nhá, ok nhá, ok. Thầy giảng xong mà em tiếc quá thế à? Rồi, lần sau sẽ không tiếc nữa là được nhá. Rồi, câu 42. Câu 42 là vận dụng cao các em ạ. 42 đề bài cho là vận dụng cao. Nào, câu 42. Thầy đọc đề nhá. Có bao nhiêu bạn không làm được câu 42 hay làm được câu 42 các em comment nào. Theo các bạn câu 42 này có phải là câu khó không? Và cái độ khó của nó có phải là khó nhất đề hay không? Cái câu 42 này nếu mà các em học ở cái khóa 2K2 thì cái dạng bài toán này gặp khá là nhiều. Tại vì năm đấy năm thầy nhớ là năm của khóa 2K2 cái đề tham khảo ấy có một cái câu ở cái dạng là cũng kiểu có bao nhiêu số nguyên y để tồn tại đúng bao nhiêu số nguyên x này nọ, hoặc có bao nhiêu số thực x để tồn tại đúng bao nhiêu số nguyên y, bao nhiêu số nguyên y để tồn tại đúng bao nhiêu số thực x, cái kiểu đấy của phần logarit ấy là phần vận dụng cao nhưng mà tồn tại xảy ra ở khóa 2K2 khá là nhiều và thầy đã dạy các bạn cách đây 2 năm rồi. Khóa 2K4 này các bạn gặp ít hơn. Tuy nhiên là những cái bài toán như này cũng là những bài toán rất là hay và cũng cần phải tham khảo. Nó là những bài toán mà các em cần nên nắm được về mặt tư duy giải nhá. Rồi, thầy sẽ nói này. Gọi S là tập tất cả đây, các bạn đợi thêm một chút. Gọi S là tập các số nguyên y sao cho ứng với mỗi y thuộc S có đúng 10 số nguyên x thỏa mãn điều kiện là 2 mũ y trừ x lớn bằng log cơ số 3 của x cộng y bình phương thì tính tổng tất cả các phần tử thuộc tập hợp S. Ở đây các bạn có một cái giả thiết liên quan đến 2 mũ y trừ x thì lớn bằng log cơ số 3 của x cộng y bình phương. Các bạn quan sát thấy là ồ, chúng ta rất là mong muốn để có thể tạo ra cái mối quan hệ giữa hai bên. Nhưng một bên nó là 2 mũ y trừ x và một bên là log cơ số 3 của x cộng y bình phương. Các em cảm giác nó không có được cái sự liên kết mấy. Cái cơ số kia là cơ số 3, cơ số bên kia là cơ số 2. Y trừ x, cái kia là x cộng y bình phương, cái tồn tại y bình phương. Như vậy cái sự liên kết của nó không có nhiều trong vấn đề của chúng ta. Vậy làm sao để chúng ta xử lý được cái vấn đề mà sự liên kết của nó không có nhiều? Người đã bảo là cái quan trọng ấy, cái mấu chốt của bài toán ấy là người ta yêu cầu các bạn là muốn tìm cái y nguyên để tồn tại đúng 10 x nguyên thỏa mãn điều kiện kia. Thì nếu như giả sử mà y đây nhá, thầy sẽ cố gắng làm cho các bạn dễ hiểu nhất có thể. Thì nếu mà giả sử y không là một số nguyên thỏa mãn điều kiện đề bài, thỏa mãn có đúng 10 x nguyên. Đúng 10 x nguyên. Mà các em có được là 2 mũ y trừ x lớn bằng log cơ số 3 của x cộng với y bình phương. Các em cứ giả sử y không là một số thỏa mãn đi. Thì tức là các em sẽ có được là 2 mũ y không trừ x có đúng 10 số nguyên x thỏa mãn điều kiện này. Trừ đi log cơ số 3 của x cộng với y không bình phương lớn bằng 0. Đúng không? Đúng không? Thì bây giờ nhá, các em nhìn này. Các em hãy tưởng tượng nhé. Bây giờ mình hãy tưởng tượng như này. Bây giờ nếu mà x tăng lên, x tăng lên thì cái giá trị này nó sẽ giảm đi. 2 mũ y không trừ x nó giảm đi. Cái giá trị log cơ số 3 của x cộng y bình không bình phương ấy nó tăng lên. Nó tăng lên nhá. Nhưng mà cái âm này thì lại biến thành giảm đi. Như vậy rõ ràng khi x tăng lên thì cả cái đống này đi giảm đi. Cả cái đống này đi giảm đi. Nên chúng ta nảy sinh ý tưởng để giải quyết rồi đấy. Cụ thể là như sau. Các em xét hàm số này là hàm số f(x). Được chưa? Xét hàm số này f(x). Thì cái tập xác định của hàm số này điều kiện đấy, tập xác định của hàm số f(x). Tập xác định của chúng ta là gì? Nó là nửa khoảng đúng không nhỉ? Nó là nửa khoảng từ hình như hơi giật đúng không? Các bạn có thấy hơi giật không? Thầy cảm giác là hơi giật thì vậy. À không, tốc độ vẫn ổn. À, nửa khoảng từ âm y0 bình phương cho đến tại vì x à, khoảng chứ xin lỗi bạn. Khoảng tại vì x phải lớn hơn âm y0 đến dương vô cùng. Tập xác định là như vậy. Đấy, tập xác định là như vậy. Rồi, thế thì đây là cái tập xác định này. Thì khi mà các em thấy là rõ ràng là khi x tăng ấy, khi x tăng, các em từ x tăng này thì 2 mũ y không trừ x nó sẽ mang tính chất là giảm. Và âm log cơ sở 3 của x cộng với y không bình phương nó sẽ giảm. Như vậy cái này giảm và cái này giảm. Nên hàm số f(x) nó sẽ nghịch biến.
Nghịch biến trên cái tập xác định là âm y không bình phương trở nên dương vô cùng. Nào, lớp mình hiểu bài không nhỉ? Các em hiểu bài không nhỉ? Đấy. Thế nên khi mà em xét nó trên cái tập âm y không bình phương cho đến dương vô cùng như này này, thì nó đi xuống, nó đi xuống. Nó đi xuống, đúng không? Thế thì để mà có đúng 10 số nguyên x nhá, các em lưu ý là có đúng 10 số nguyên x mà để cho f(x) lớn bằng 0, đây phần f(x) lớn bằng 0 này, này, đi xuống sẽ lúc nào nó cắt trục hoành tại điểm này. Thì để mà f(x) lớn bằng 0 có đúng 10 số nguyên ấy thì số nguyên đầu tiên ấy nó phải xuất phát từ âm y không bình phương cộng 1. Đây là số nguyên đầu tiên. Đấy thì nó làm cho cái f(x) lớn bằng 0. Số nguyên thứ hai là âm y không bình phương cộng 2, âm y không bình phương cộng 3. Như vậy để có đúng 10 số nguyên x ấy, thì cái số nguyên cuối cùng của chúng ta thỏa mãn phải là âm y không bình phương cộng 10. Hơi khó hiểu một tí nhá, các em cố gắng tiếp thu nhá. Thì 10 số nguyên x thỏa mãn của chúng ta sẽ là âm y không bình phương cộng 1, âm y không bình phương cộng 2 đến âm y bình phương cộng 10. Và đến cái số thứ 11 là âm y không bình phương cộng 11 ấy, nó phải không thỏa mãn, nghĩa là nó phải làm cho cái anh fx của chúng ta sẽ âm. Vậy điều kiện cần và đủ để có đúng 10 số nguyên x mà thỏa mãn điều kiện là cái này lớn bằng 0 ấy, đó là khi em thay x bằng âm y không cộng 10 là f của âm y không bình phương cộng 10. Nó sẽ như nào? Nó sẽ phải lớn hơn hoặc bằng 0. Bằng 0 cũng được nhá. Đây đây có dấu bằng. Và f của âm y không bình phương cộng 11 nó bắt buộc phải nhỏ hơn 0. Nó phải nhỏ hơn 0 nhá. Đấy thì lúc này sẽ có đúng 10 số nguyên x thỏa mãn. Rồi, lúc này em thay vào tương đương với f của âm y không bình phương cộng 10 là 2 của y0 trừ y0 này cộng với y0 bình phương này trừ 10. Đúng không? Trừ đi noga cơ số 3 của gì đấy? Thay thay cái x bởi cái này vào thì triệt tiêu này là noga cơ số 3 của 10. Nó phải lớn bằng 0. Và cái 2 mũ y0 cộng với y0 bình phương trừ 11. Kem thay x bởi cái loga bởi cái này vào, thay x bởi cái này này. Sao nó cứ đơ đơ ấy nhỉ? Thầy cảm giác nó hơi bị đơ đơ đúng không? Thầy có cảm giác nó hơi bị đơ đơ ấy, hơi chậm so với cái tính toán của thầy. Trừ đi noga cơ số 3 của 11 nó phải nhọn không? Sao nó cứ đơ đơ nhỉ? Máy này hơi có vấn đề một tí. Alo. Cái hình nó loát hơi chậm, các bạn đợi thầy một tí nhá, thì thầy để xem. Các bạn có hiểu bài không? Nó loát hơi chậm. Được không? Các bạn hiểu bài không kem? Hơi giật đúng không? Chắc là do thầy cài đặt trong cái phần OBS này thầy chưa quen đấy. Thầy mua máy mới nhưng thầy chưa quen cái kiểu cài đặt của cái phần này. Thầy phải nghiên cứu lại cái cài đặt này. Hơi giật đúng không em? Đây, thầy chỉnh lại một tí. Có thể là thầy cho cái số khung hình trên dây nó cao quá. LG gram đấy các em ạ. 50 củ nhưng mà có điều là khi mà mua máy mới về cái phần OBS thì chưa biết setting làm sao cho nó hợp lý, tại vì khi stream này nó còn liên quan đến các thông số kilobit trên giây rồi tốc độ mạng này nọ các thứ. Được chưa? Rồi, tới đây thì mình làm ngon lành rồi nhá. Tới đây thì tương đương với là y0 bình cộng y0 trừ 10 nó sẽ lớn bằng gì đấy? Noga cơ số 2 của loga cơ số 3 của 10. Và y0 bình cộng với y0 trừ 11 nó sẽ phải nhỏ hơn noga cơ số 2 của loga cơ số 3 của 11. Đấy, mình giải từng thứ ra là xong. Đây là bài vận dụng cao. Có thể nói đây là một trong những câu khó nhất của cái đề này. Chắc chắn rồi. Đúng không? Còn đơ nữa không? Vẫn hơi chậm. Thôi kệ. Thầy phải nghiên cứu để cài lại cái OBS này mới được. OBS là cái phần mềm live stream. Bạn nào chắc là nhiều bạn không biết. Bình thường là hay live bằng cái đấy nhưng mà thầy mới đổi máy nên cái thông số của cái này thầy không 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 quen lắm. Ô thế chế độ ấn cái kiểu này kiểu gì nhỉ? Thế mới đen chứ đấy. Noga cơ số 3. Noga cơ số 2 của Noga cơ số 2 đúng không? Của Noga cơ số 3. Của 10. Đúng nhờ? Cho nó gắn nó với A đi. Còn của 11 là mình gắn với B nhá. Của 11 là mình gắn với B. Cái bên dưới mình gắn với B. Rồi menu 922. À, 1 bằng âm 10 này. Âm 10 trừ đi A. Rồi cái đầu tiên thì y của chúng ta sẽ phải lớn hơn bằng y là một số nguyên nhá. Y không là một số nguyên thì y không lớn bằng 3.
Thôi thầy cứ viết chuẩn ra 2,86 cho các em dễ hiểu. Và y0 của chúng ta sẽ nhỏ bằng mấy? Âm 3,864. Đúng không? Ê, hoặc chứ, hoặc. Và đồng thời là mình sẽ nhập lại này là âm 11. Âm 11 các em phải trừ đi b đúng không? Trừ đi b. Thì nó nằm trong khoảng hai nghiệm, trong khoảng hai nghiệm là âm 4,018 nhỏ hơn bằng y0 nhỏ hơn bằng bao nhiêu? À, nhỏ hơn không để dấu bằng chứ. 3,018 kiểu như thế. Ok, mà y0 là số nguyên. Y0 là số nguyên. Thế nên các em sẽ có được y0 bằng 3 lớn bằng cái này và nhỏ bằng cái này thì y0 bằng 3. Hoặc còn nhỏ bằng cái này và lớn bằng cái này thì y0 là âm 4. Vậy có hai số thôi. Vậy tập hợp S của chúng ta nó là 3 và âm 4. Vận dụng cao. Chúng ta xong bài toán. 3 âm 4 thì các em chọn đáp án gì nhỉ? 3 âm 4 thì tổng các phần tử là âm 1 nhé. 42 chọn D, có bạn nào thắc mắc gì không? Đoạn Trịnh Quốc Việt, em mới mua dàn PC 100 củ để học riêng thầy. Rồi các em có thắc mắc gì không các em ơi nhá. Được chưa? Có ai thắc mắc gì không? Có ai thắc mắc gì không các em ơi nhá. Đây, cái phương pháp làm đấy. Đấy, thầy nói lại phương pháp làm một tí này. Thầy xét hàm thôi và thầy đánh giá là hàm này nghịch biến trong cái khoảng từ âm y không bình phương đến dương vô cùng. Cái tập xác định của nó là như vậy. Vậy để mà tồn tại đúng 10 số nguyên x thì nó phải là các cái số nguyên thỏa mãn của chúng ta phải là âm y không bình cộng 1 đến âm y không bình phương cộng 10. Đấy thì các em cần phải có cái f của âm y không bình phương cộng 10 lớn không và f của âm y không bình phương cộng 11 nó phải nhỏ hơn không để thỏa mãn. Đấy thì là như vậy nhá. Đấy, rất nhiều bạn thấy hay đúng không? Chứ là các bạn cũng hiểu đúng không? Rồi, ok, mình tiếp tục câu số 43. Mấy câu sau này có khi còn dễ hơn này. Đề này như cái mấy câu vừa nãy là mấy câu khó nhất thì thầy chữa hết rồi sao ấy? Còn mấy câu sau này thầy cảm giác còn dễ hơn. Nhìn mấy câu này thì nó quá cũ rồi. Thực ra bạn nào mà xem cái bộ tích phân hàm ẩn ấy, để cho các bạn xem này. Cái phần tích phân hàm ẩn trong khóa học của thầy, thầy đã dạy các bạn khá là kỹ cái này rồi. Đây này, các em vào bit.ly này. Chéo gì nhỉ? IMO2022, các em vào phần tích phân. Có cái phần tích phân ở cuối này, các em nhìn này. Đâu là phần tích phân đây? Thì cái phần tích phân hàm ẩn nó cái phương pháp phân ly biến số nhá. Bạn nào mà quan tâm thì các em xem cái phần tích phân hàm ẩn, phương pháp phân ly biến số là thầy đã dạy các bạn khá kỹ cái phần này rồi. Đó, được chưa? Đấy thì thực ra là các em xem cái phần này thì các em ok ngay lập tức mà. Thôi dù sao chúng ta vẫn phải nói ra để cho các bạn nắm được cái tư duy. Các bạn thấy là cho hàm số f(x) liên tục trên khoảng từ 0 đến dương vô cùng và f(x) khác không với mọi x lớn không. Tính tổng của cái kia. Khi mà các em biết được cái thông tin là f(x) thì nó sẽ bằng 2 cộng 1 nhân với f(x) bình phương. Các bạn thấy giả thiết f(x) khác không với mọi x lớn không thì các em xét trong khoảng từ 0 đến dương vô cùng ấy, các em luôn luôn có được là với mọi x thuộc khoảng từ 0 đến dương vô cùng. Các em luôn có được là f(x) chia cho f bình phương x, các em phân ly biến số ra thì nó bằng 2 cộng 1. Thì các em lấy nguyên hàm hai vế f(x) trên f bình phương x dx nó sẽ bằng nguyên hàm của 2 cộng 1 dx. Và anh này bằng gì các em nhỉ? Bằng x bình phương cộng x cộng c. Đúng không? Như vậy cái nguyên hàm anh này thì em đặt fx từ t đi thì đây nó là nguyên hàm của 1 trên t bình phương dt. Nên là âm 1 trên t, âm 1 trên fx. Nó bằng x bình phương cộng x cộng c. Và các em thay x bằng 1. Thì các em suy là âm 1 trên f1 của chúng ta là âm 1 phần 2. Nó bằng thay x bằng 1 vào là 2 cộng c. Thì suy là c bằng 0 nhá. C bằng 0. C bằng 0 thì lúc này em sẽ có được âm 1 trên fx của chúng ta ấy. Thì bằng x bình phương cộng x. Thầy nghĩ là cái này không xa lạ gì với các bạn đúng không? Cái này thì quá quen thuộc rồi. Và khi mà x thuộc khoảng 0 đến dương vô cùng thì các em thấy là fx của chúng ta ấy, thì bằng âm 1 trên x nhân x cộng 1. Nó bằng âm của 1 trên x trừ đi 1 trên x cộng 1. Thì đây là fx này. Rồi đến yêu cầu các bạn tính tổng là từ f1 cộng với f của 2022 cộng như vậy. Thì các em xét được cái f1 của chúng ta ấy, thì là âm của 1 trừ đi 1 phần 2. Đúng không? Đấy.
F2 thì bằng âm của 1 phần 2 trừ 1 phần 3. Còn F cuối cùng là F của 2022 thì bằng âm của 1 trên 2022 trừ 1 trên 2023. Thì từ đây mình suy ra tổng S của chúng ta thì nó là âm của 1 trừ 1 phần 2 cộng 1 phần 2. Xong rồi trừ đi 1 phần 3 cộng 1 phần 3. Trừ đi chấm chấm chấm. Xong cộng với 1 trên 2022 trừ đi 1 trên 2023. Đúng không? Em triệt tiêu đi. Em chém hoa quả này, hai cái này giống nhau, chém 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 hết đi. Đấy, còn lại thằng đầu và thằng cuối giữ lại. Cả thế giới sụp đổ. Chỉ còn anh và em, đúng không? Thì cái này bằng âm của 1 trừ đi 1 trên 2023. Và nó bằng âm của 2022 trên 2023. Và đây chính là cái trụ vững cuối cùng. À, âm 2022 trên 2023. Qua đó thì các em chọn cho thầy cái phương án là phương án D, bài toán được giải quyết. Bao nhiêu bạn thắc mắc comment cho thầy sao? Tới đây chắc là các bạn ngon lành rồi nhá. D nhé các em nhá. Câu 43 em tìm ra Fx xong Casio luôn. Ô thế à? Casio luôn xong à? Ừ Casio luôn có khi được. Ừ đúng thật. Casio các em ấn nút sigma ấy là được. Thầy kiểu cái tự luận ăn vào máu thầy rồi nên thầy không để ý Casio lắm. Thực ra Casio các em ấn sigma là được. Bài này dễ nên thầy không nghĩ đến Casio. Thầy thường thường thì chữa bạn cách Casio trong những trường mà Casio nó ưu việt hẳn ấy, tức là cách Casio nó ưu việt hẳn, nhìn nó dễ hơn hẳn ấy. Thì thầy làm Casio thì thường thường như vậy hoặc phản tự luận. Rồi, tiếp theo là câu số 44. Thầy không có thói quen mà nhìn một bài dễ các phải cái là cũng là nhìn theo Casio, thầy thấy tự luận nó vẫn ngon thì cứ làm theo tự luận thôi. 44 là một bài toán liên quan đến cực trị của hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối. Khó hay dễ các em ơi? Trong khóa học của thầy thì thầy đã dạy các bạn những cái buổi học liên quan đến cực trị của hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối rồi. Các em nếu mà yếu thì các em xem lại trong khóa Y nhá. Những cái buổi học đấy thì thầy đã gửi cho các bạn hết file đề, thậm chí là video lý thuyết và các bài ni rất là quan trọng. Nếu mà các em cần tổng ôn hoặc ôn lại kiến thức đấy, các em xem lại trong khóa ly. Còn nếu mà không thì các em đã học chắc rồi thì những bài này thì không hề khó khăn đối với chúng ta cả. Những bài này thì thầy nghĩ là không khó khăn. Khi mà các em đã nắm được những kiến thức đấy rồi thì những bài này nó trở nên đơn giản. Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu câu số 44 như sau. Các bạn quan sát cái hàm số fx của chúng ta ấy, thì bản thân hàm số fx này các em có thể xét cái hàm số gx đúng không? Là cái này. Thầy xét một cái hàm số lõi, cái hàm số gọi là core đi. Nó là hàm số căn nguyên của mọi vấn đề. Đó là hx của chúng ta. Đó là fx cộng 3x. Thì bản chất tại sao lại có hàm gx? Nó xuất phát từ thứ nhất là h trị tuyệt đối của x thì bằng f của trị tuyệt đối của x cộng 3 lần trị tuyệt đối của x. Thì cái trị tuyệt đối của h của trị tuyệt đối của x bản thân nó là như này đúng không? Thì bằng trị tuyệt đối của f trị tuyệt đối của x cộng với 3 lần trị tuyệt đối của x. Cái này bằng gx. Bằng gx đúng không? Bằng gx. Ngon lành rồi. Như vậy các em chỉ cần tất cả con mắt của các bạn tập trung vào cái hàm số này là xong. Và hàm số này thì quá dễ rồi. H phải x bằng gì? Bằng f phải x cộng 3. Đúng không? Thì h phải x bằng 0 xảy ra khi nào? F phải x bằng bằng trừ 3. Thì các em vẽ đường thẳng y bằng trừ 3 ra nhá. Vẽ đường y bằng trừ 3 ra. Đó, có sẵn đây rồi. Đây đường thẳng y bằng trừ 3. Thì đường thẳng y bằng trừ 3 này nó sẽ cắt đồ thị tại các điểm là âm 1, 1 và 2. Nhưng cái điểm 2 điểm tiếp xúc thì các em đừng quan tâm. Nó liên quan đến cực trị thì em đừng quan tâm. Vậy thì các em thấy là khi em vẽ bảng biến thiên của hàm số hx ấy, thì các em quan tâm đến các cái điểm âm vô cùng này. Âm 1, 0, âm 1, 0, 1, âm 1, 0, 1. Thực ra có điểm 2 nhưng điểm 2 này không ảnh hưởng nên các em cũng có thể bỏ qua cũng được. Không ảnh hưởng gì nhá. Khi làm tự luận thì các em viết thêm điểm 2 vào thì nó vẫn không không bị đổi dấu nên các em cũng đừng lo lắng. Được chưa? Các em thấy trong khoảng từ 1 đến dấu cùng thì cái phần đồ thị của hàm số y bằng f phẩy nằm bên trên nên cái dấu ở đây nó là dấu dương, âm, dương, âm. Và do đó là h các bạn sẽ như nào nhỉ? Nó sẽ nghịch biến ở đây, đồng biến đây, nghịch biến đây và đồng biến đây. Và có một cái thông tin cực kỳ quan trọng trong bài toán, nó là f0 nhỏ hơn 0. Thì f0 nhỏ hơn 0 để làm gì các em? Các em thay x bằng 0. Thì các bạn sẽ có h0 của chúng ta ấy thì bằng f0 cộng với 3 nhân 0 thì nó nhỏ hơn 0. Nên cái này ấy, là h0 nó nhỏ hơn 0. Cái này là âm. Đúng không? Đó. Rồi, khi em quan tâm đến cái hàm số h trị tuyệt đối của x ấy, thì em chỉ quan tâm đến cái phần nằm bên phải trục tung thôi, nằm bên phải trục tung thôi.
Tức là các bạn sẽ có được như này nhá. Hàm số h trị độ x ấy, thì cái phần bên phải chúng tôi cũng không nhỏ không đây. Đó, một đây. Đây một đây. Được chưa? Đây là đồ thị của hàm số hx với x lớn không? Với x lớn không? Thì khi mà em quan tâm đến hàm số h trị độ x ấy, thì em giữ nguyên phần bên phải trục tung của đồ thị hàm số hx, em bỏ tất cả phần bên trái trục tung đi. Các em lấy đối xứng qua của cái phần bên phải trục tung qua trục tung. Thì em lấy đối xứng qua. Thì đây chính là đồ thị hàm số là h của trị độ x. Và cuối cùng để mà tạo ra cái đồ thị hàm số của x thì các bạn chỉ cần đây này, lấy đối xứng phần bên dưới. Xong rồi. Như vậy là các bạn sẽ đếm được các điểm cực đại và cực tiểu nhá. Cực đại M, cực tiểu L. Cực đại của các bạn có mấy điểm đấy? 1 điểm, 2 điểm, hết rồi. Cực tiểu có mấy điểm đấy? 1, 2, 3 điểm. Và các bạn sẽ có được đáp án là M mũ N thì bằng 2 mũ 3 bằng 8. Chấm dứt bài toán nhá. 8. Và như bạn thắc mắc gì thì em comment nào. Bốn bốn này là chủ đề cực trị hàm trị tuyệt đối thôi em nhé, cực trị hàm trị tuyệt đối bình thường thôi. Và các phép biệt độ đồ thị thì trong khoa học thì thầy luôn luôn dạy các bạn liên quan đến các phép biệt độ đồ thị trước, sau đó thì thầy mới dạy các bạn về cực trị hàm số chia rồi dạy tuyệt đối để các em làm quen với các kiến thức này. Thì đây là bài toán mà thầy nghĩ là không khó, thực ra nó ở mức độ chưa phải là khó trong cái chủ đề liên quan cực trị hàm trị tuyệt đối nhé. Và đi thi thì thầy nghĩ là đa số các em đều làm đúng không? Đều làm được thôi, nó không hề khó khăn gì cả. Mình sang tiếp tục câu số 45. Mình sang câu 45. Chúng ta cùng đọc đề câu 45 để xem câu 45 nó có cái gì đặc biệt nhé. Mình sang câu 45. Có một bạn vừa comment là thầy không cổ vũ U23 Việt Nam à thầy. Thầy đang dạy này thì cổ vũ sao được em. Kiến thức của bạn mới quan trọng chứ còn bóng bánh thì thực ra là các em cổ vũ cũng được. Nhưng mà thầy thì thầy vẫn quan điểm là học sinh tiến bộ nó quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Thầy dạy này cố gắng để làm sao cho các bạn tiến bộ, sắp thi rồi còn cổ vũ gì nữa. Các em tính ra bây giờ còn có tầm 120 ngày nữa là các em thi. Nên mỗi ngày trôi qua là một cái ngày mà các em cần phải tiết kiệm hết sức nhiều thời gian. Thậm chí những lúc các em ngồi với thầy đang học ở đây là các em phải ghi ra những cái điều quan trọng và lần sau các em rút ra những kinh nghiệm cho bản thân. Đấy, nó là những cái thời gian rất là quý giá để cho các bạn tích lũy được cái kinh nghiệm, tích lũy được cái kiến thức. Nó rất là quan trọng. Đấy. Rồi đến giờ này vẫn còn hơn 1.000 bạn đang xem trực tiếp cùng thầy. Cảm ơn các bạn. Các bạn giúp thầy chia sẻ về nhé. Bạn nào chưa chia sẻ các em giúp thầy chia sẻ về nhé. Còn bạn nào mà muốn đăng ký khoa học các em cứ inbox trực tiếp cho page nhé. Thì sẽ đồng hành cùng thầy đến lúc thi. Được chưa? Câu số 45 cho tam giác ABC đều cạnh bằng A và lỗi tiếp đường tròn tâm O. Có AD là đường kính của đường tròn tâm O. Thì thể tích của khối tròn xoay được tạo thành khi cho phần tô đậm quay quanh đường thẳng AD. Cái phần tô đậm kia kìa. Mà các em quay quanh đường thẳng AD ấy, thì câu chuyện bài toán liên quan đến thể tích của khối tròn xoay khi quay cái phần tô đậm đấy quanh đường thẳng AD. Thì rất là đơn giản thôi, các bạn hãy tưởng tượng như này này. Bây giờ các bạn có một cái khối, một cái hình tròn, một cái hình tròn nhá. Một cái hình tròn các em tưởng tượng bây giờ các em có một cái hình tròn như này. Một cái hình tròn này mà các em quay quanh một cái trục là đường kính như này thì các em sẽ thu được một cái gì? Thu được một khối cầu. Đó mình hiểu bài không? Hình tròn mà các em quay quanh đường kính thì em thu được một khối cầu. Đúng nhỉ? Đấy, chắc chắn là các bạn sẽ thu được một khối cầu. Hình tròn mà quay quanh đường kính là thu được khối cầu. Bây giờ nhá, nếu mà giả sử mà các em có một cái tam giác đều mà quay quanh một cái trục này thì các em thu được một khối khối nón. Tam giác thu được khối nón. Như vậy nếu mà các em có một cái hình tròn xong các em bị khuyết ra một cái tam giác đều ở giữa này, các em chỉ còn lấy những cái phần râu ria bên ngoài này mà các em quay quanh một cái trục ấy thì em thu được cái gì nhỉ? Em thu được một cái khối, nó bên ngoài thì trông giống khối cầu đấy nhưng bên trong nó bị rỗng mất một cái khối nón. Nó bị rỗng mất cái khối khối nón chính là khối nón này, nó bị rỗng mất khối nón. Như vậy thể tích của khối tròn xoay tạo thành ấy thì nó chính là bằng thể tích của khối cầu, nếu mà các em tính cả tất cả khối cầu nhá. Đó, trừ đi thể tích của khối nón. Được chưa? Tam giác ABC đều cạnh bằng A nên cái bán kính mặt cầu ngoại tiếp bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC chính là bán kính của cái mặt cầu. Nó là bằng căn 3 trên 3. Như vậy thể tích khối cầu nó bằng 4 phần 3 pi nhân R bình phương. Thể tích khối nón của chúng ta là 1 phần 3 pi R bình phương nhân với R nhỏ bình phương nhé. Nhân với H. Và chúng ta tính nhé. Bằng 4 phần 3 pi nhân với R của chúng ta là căn 3 trên 3. Nên bình phương nó là 1 phần 3. Trừ 1 phần 3 pi nhân R nó bằng mấy? R bằng mấy đấy các em nhỉ? Tam giác ABC đều cạnh bằng A thì R của nó bằng 1 phần 2. Chưa có H mà mấy?
Chiều cao hát của chúng nó bằng căn 3 trên 2, nó đường cao của tấm đều ABC mà. Bằng căn 3 trên 2. Sao thể thấy nó cứ sai sai kiểu gì nhỉ? À, thể tích khối cầu là 4 phần 3, pi r mũ 3 này, thì r bình phương, sorry. Chết chết. Ok, 1 trên 3 căn 3. Đây, căn 3 trên 9 đi. R mũ 3 nhá, R mũ 3 thì là căn 3 trên 3 là 3, căn 3 trên 7 là căn 3 trên 9 đúng không? Chính xác. Thì bằng căn 3 pi nhân với, ở đây nó là căn 3 pi để nhân với 4 trên 27. Căn 3 pi ở đây thì là 1 trên wow. 8 24 à, 1 trên 24 à. Nhá, 1 trên 24. Mấy cái bài này mình làm cẩn thận nhá, làm từ từ không có làm sai ngu đoạn này thì đau lắm. 4 chia 27. Bài toán không khó nhá, bài này chính là còn dễ hơn mấy bài vừa nãy. Ô sao số nó kinh khủng này. 23 trên 216. À có đáp án rồi kìa. D. Có em, tí nữa có học mà. Ừ, ok nhá em nhá. Thầy viết nhầm R bình nhá, R mũ 3 nhá. Ok xong rồi. Rồi, câu 45 như vậy là ok rồi. Cảm ơn các bạn vừa comment. Mình sẽ tiếp tục đến với câu 46. 46 mình quay về tuổi thơ một chút ở cái hồi tháng 7 đúng không? Khi mà các em học về đơn điệu của hàm hợp. Quá dễ, đúng không nhỉ? Thôi mình làm nhanh câu này nhá. Có bao nhiêu số nguyên m thuộc cái đoạn từ âm 10 đến 10 để cái hàm số này nghịch biến trong khoảng từ 0 đến đến pi trên 3? Các em có hai cách để làm trong đó. Cách đơn giản nhất là các em đặt t bằng cos x. Khi mà x chạy từ 0 cho đến pi trên 3 thì cos chạy từ 1 cho đến 1 phần 2 nghịch biến. T theo x ấy, nghịch biến. Và nó nhẹ nhận giá trị trong khoảng từ 1 phần 2 đến 1. Thế làm nhanh nhá, tại vì nó dễ rồi. Các em xét hàm FT của chúng ta bằng 2T trừ 6 trên 3T trừ M. Đó. Thì đề bài bảo nghịch. Đề bài yêu cầu các bạn nghịch ấy, thì cái hàm này loại thành đồng. Tại vì TX nghịch biến, thế nên cái hàm số ban đầu và hàm số FT nó phải ngược chiều biến thiên. Đấy là cái lý thuyết mà thầy đã dạy các bạn ngay từ hồi đầu năm nhá. Nó không phải áp dụng cho mỗi cái dạng này đâu mà còn áp dụng cho rất nhiều cái dạng khác nhau nữa, mà các em học, các em kể cả những bài toán hàm hợp rất là hay áp dụng kiểu như này. Đấy, nó phải đồng biến trên cái khoảng từ 1/2 đến 1. Tới đây thì dễ rồi nhá. F phẩy của chúng ta bằng gì? Tích chéo là âm 2m cộng 18 trên 3t trừ m tất cả bình phương. Đồng thì là âm 2m cộng 18. Nó lớn không? Thứ hai nữa là cái này nó phải xác định trong khoảng này, nghĩa là m phần 3 của chúng ta ấy nó không thuộc cái khoảng này. Nó không được thuộc cái khoảng này. Nó không được thuộc khoảng này. Nghĩa là nó lớn bằng 1. Hoặc là m phần 3 nó phải nhỏ hơn bằng 1/2. Còn cái này là m sẽ nhỏ hơn 9 à? M nhỏ hơn 9 à? Như vậy kết hợp lại thì các em sẽ có được là m, cái này là m lớn bằng 3 này, hoặc là m nhỏ hơn bằng 3/2. Kết hợp m nhỏ hơn 9 thì các em sẽ có đáp án bài toán này là gì? M nhỏ hơn bằng 3/2 hoặc là 3 bé bằng m bé hơn 9. Nếu đã bảo là có bao nhiêu số nguyên m thuộc đoạn từ -10 đến 10 thì các em sẽ có các số là -10 cho đến -1 à, đến 1 này. Xong rồi 3 cho đến 8. Thì có bao nhiêu số nhỉ? 0, 1 là 12. Số cuối chữ đầu chữ anh là 1, 12 số này. 6 số này. 18 số tất cả, 18 số. Bài này mà sai ngu cái đoạn đếm số mới là nhỏ nhất này. Làm tới đây đúng rồi mà làm sai ngu cái đoạn đếm số thì thôi rồi nhá. Được chưa? Bài này thì dễ quá nên thầy chữa nhanh. Nhá. Được chưa? Còn thắc mắc gì không? 18 đúng không? 47 là các em ơi, 47. Cho hàm số fx, cho hàm số gì đây? Để thì sắp xếp lại cái này thì cho hàm số fx có đạo hàm liên tục trên r thỏa mãn điều kiện là 2fx cộng với x nhân f phải x thì bằng 3x cộng 10 với mọi x thuộc R. Vậy f1 bằng 6. Thầy hỏi một chút là ở đây có bao nhiêu bạn biết đến cái bộ quá tết tích phân hàm bậc của thầy và đã từng học qua cái bộ quá tết tích phân hàm bậc của thầy. Bạn Đỗ Quang Trung ở nhà thầy sao ồn vậy? Thôi các em tập trung vào bài giảng đi nhé.
Rồi, thầy hỏi này có bao nhiêu bạn biết được cái bộ quà tết tích phân đảm bảo và đã từng học qua cái bộ quà tết tích phân đảm bảo của thầy? Comment là em đã từng nào. Đề này chắc OXZ khó nhất thầy nhỉ? OXZ là câu nào? Không, OXZ không phải khó nhất. OXZ thì cái ý tưởng về cái tâm lý cự nó rất là rõ ràng nên thầy nghĩ OXZ không phải khó nhất đâu. Đề này OXZ không phải khó nhất. Bao nhiêu bạn đã từng biết nhỉ? Mừng hột tưởng câu này ca sâu được. Các bạn mà học tích phân đảm bảo của thầy thì hiển nhiên các bạn tìm hàm fx nhá. Đây là cái phần liên quan đến phương trình vi phân tuyến tính. Thầy sẽ nhắc lại với các bạn một chút liên quan đến phương trình vi phân tuyến tính. Tức là nó sẽ là cái kiến thức mà các em xem ở đây này, cái phần tích phân đấy. Các em xem ở cái phần phương trình vi phân tuyến tính ở cái phần 8 này nhá. Đấy thì các em xem cái phần này này. Đó, cái phần tích phân đảm bảo nhá, lưu ý điều đấy. Đó. Bạn nào mà chưa học hoặc mới vào nhóm này các em có thể xem nếu mà các em không quen. Thì thầy có nói bài toán tổng quát là nếu mà các em gặp bài toán f phẩy cộng với gx nhân với nhân fx thì bằng hx. Các em đợi thầy. Trang ơi. Trang. Được chưa các em ơi? Đây nhá. Thì cái này thì có luôn luôn có phương pháp tổng quát thì thầy đã dạy rồi. Ở trong bài toán này thì nó dễ nên thầy nói luôn nhá. Bạn nào mà chưa biết thì các em có thể tìm hiểu là tính nguyên hàm xong đấy em cũng gỡ ấy. Nhưng trong bài toán này khá là dễ. Các bạn có thể quan sát, thậm chí các em không biết là bài toán tổng quát các em có thể làm nhanh. Là 2 lần fx cộng với x nhân f phẩy x thì nó bằng 3x cộng 10. Thì các em nhân cả hai vế với x đúng với mọi x thuộc R nhá. Các em nhân cả hai vế với x. Đó, các em nhân cả hai vế với x. Thì các bạn mới thấy ngay là à, cái anh fx này đem đạo hàm ấy thì ra f phẩy. X bình này đạo hàm này ra 2x. Như vậy đây là dạng u phẩy v cộng với u v phẩy. Thì anh này nó chính là bằng u v đạo hàm. Như vậy thì ta sẽ có được x bình phương nhân fx. Đạo hàm anh này nó bằng 3x bình phương cộng 10x. Rồi nhanh, còn tổng quát thì các em có thể xem trong khoa học nhé. Thậm chí đây không phải là x mà thầy là x mũ 5 hay là cái gì đó thì các em đều làm hết. Dạng bài này các em đều làm hết. Nó dễ mà. Thì các em sẽ có x bình phương nhân fx của chúng ta ấy thì bằng nguyên hàm cái này lên. Nguyên hàm cái này là x mũ 3 cộng với 5x bình phương cộng với c. Và đề bài cho các em thông tin là f1 bằng 6 thì em thấy x bằng 1. Thì các em sẽ có được F1 nó bằng 6 cộng C bằng 6 thì ta suy ra C bằng 0. Vậy ta có được Fx x bình phương nhân x thì bằng x mũ 5 à, x mũ 3 cộng 5x bình phương. Đúng không? Cái này đúng với mọi x thuộc R thì từ đó mình suy ra được Fx của chúng ta bằng x cộng 5. Khá là đẹp đúng không? Như vậy bước 1 là đã xong. Xong bước 1. Bài này các em phải trải qua hai bước. Đây mới chỉ là bước đầu tiên thôi. Là bước đầu tiên các em đã hiểu bài chưa nhỉ? Thầy hỏi các bạn là bước đầu tiên em hiểu bài chưa? Nhá. Nóc nhà lấy cầu à. Được chưa các em nhá? Được chưa? Đấy là bước 1 nhá. Thôi các bạn comment tập trung vào cái bài học đi nhá. Thầy thấy quả tính tích phân mà em chóng hết cả mặt ra một fx rồi vẫn chịu. Ra fx rồi vẫn chịu à? Nào mình cùng nhau đến với bước 2. Bước 2 mình làm gì? Bước 2 mình tính cái tích phân từ âm 1 đến 4 của đây là len của 2 cộng với căn fx căn của x cộng 5. Đó, chia cho đây là fx trừ đi, kem mẫu thức là fx trừ 3 tất cả bình phương nhé. Fx mẫu thức là fx trừ 3 tất cả bình phương thì nó là x cộng 5 trừ 3 tất cả bình phương, nó là x cộng 2 tất cả bình phương, đúng không? Thì viết luôn là x cộng 2 tất cả bình phương luôn. Thế này để cho gọn thì để cho gọn thì mình đặt cái căn x cộng 5 bằng t, hoặc là thậm chí mình đặt cả cụm 2 cộng căn x cộng 5 bằng t. Mà thôi để đơn giản ấy thì đặt cái căn x cộng 5 bằng t thôi cũng được. Thì đổi cận nhá các em nhá. Đổi cận x bằng âm 1 ấy thì t của chúng ta bằng bằng 2. X bằng 4 thì t bằng 3. Vậy cái y ấy nó là tích phân cận từ 2 đến 3 của len của đây là 2 cộng t. Còn cái này nó là gì? Các em nhớ x cộng 5 của chúng ta bằng t bình, thế x cộng 2 của chúng ta ấy bằng t bình phương trừ 3. Đó, đây là t bình phương trừ trừ 3. Dx bằng gì? Dx các em lấy vi phân hai vế là bằng 2x dt. 2t dt.
Đây này, dx ở đây này, các em lấy vi phân 2 vế ở đây này thì là 2t dt. Vậy đây là cái các em cần tính này. Đúng không? Thì thầy viết lại nhá. Thì nó là tích phân cận từ 2 đến 3 của len của 2 cộng t nhân 2t trên t bình phương trừ 3 dt. Thì rõ ràng trong cái vấn đề này ý, là chắc chắn là các bạn phải dùng từng phần rồi. Tại vì đây là dạng hàm len nhân với một cái hàm phân tử hữu tỉ, tích phân từng phần. Thì mình dùng từng phần ra làm sao bây giờ? Thì các em lưu ý là khi mà thầy dạy các bạn ấy thì thầy có một cái câu tục ngữ mà các em cần nắm được: nhất lô nhì đa, nhất lô nhì đa tam lượng tứ mũ. Nghĩa là nhất đầu tiên ấy là cái ưu tiên giữ lại để các em giữ lại những cái liên quan logarit trước, không có thì đa thức đến lượng giác, xong cuối cùng là bậc cuối cùng là mũ. Thì ở đây có cái phần len ở đây là logarit thì các em giữ lại cái phần logarit này. Tức là chúng ta sẽ cố gắng để ném anh này sang bên D. Được chưa? Các em ném anh này sang bên D. Thì các bạn đặt ra một câu hỏi: cái gì nguyên hàm ra 2t trên t bình phương trừ 3 dt nó sẽ bằng cái gì? Theo các bạn là cái gì? Cái này nguyên hàm bằng cái gì? Cái mẫu thức đạo hàm là 2t, như vậy cái này nguyên hàm nó là gì? À, nguyên hàm của anh này nó sẽ là, nếu mà các em đặt cái mẫu thức là, à cái gì đạo hàm? Đạo hàm ra cái này đúng không? Nó là âm của 1 trên t bình phương trừ 3 đúng không nhỉ? Ở đây tất cả bình phương nhé, hình như thầy thiếu tất cả bình phương hay sao nhỉ? Đúng rồi, thầy thiếu bảo sao thầy thấy nó lạ lạ. Tất cả bình phương. Ok, sorry các bạn nhé. Ok, cảm ơn mấy bạn vừa comment. Tất cả bình phương nhé. Không, nó phải là len, đúng không? Cộng C. Nào, nó mình hiểu bài không? Thế nên khi mà thầy ném anh sang này đi đang đế ấy, thì cái hướng thứ nhất, hướng thông thường nhé. Hướng thông thường. Chúng ta sẽ ném như sau. Nó là tích phân từ 2 đến 3 của len của 2 cộng t nhân với đây là d của âm 1 trên t bình phương trừ 3. Nhưng nếu mà làm hướng này thì các em gặp một cái vấn đề. Đó, trừ đi tích phân từ 2 đến 3 của âm 1 trên t bình phương trừ 3 nhân với d của anh này, nó là 1 trên t cộng 2 dt. Và tới đây nó vẫn khó. Như vậy thì các bạn nên chọn cái hệ số hướng, kỹ năng chọn hệ số. Cái này trong khoa học thầy đã dạy rồi. Kỹ năng khi thầy dạy các bạn nguyên hàm từng phần với cả phương pháp bố cột ấy, thì thầy đã dạy các bạn kỹ năng chọn hệ số rồi. Kỹ năng chọn hệ số là sao? Kỹ năng chọn hệ số ấy là các bạn sẽ chọn cái hệ số C để đảm bảo mà khi các em nhân lên ấy thì các em triệt tiêu với cả cái 2 cộng t. Tại vì khi mà em chuyển cái len của 2 cộng t sang bên phải ấy, thì nó là 1 trên 2 cộng t. Nên các em hãy cố gắng để làm đơn giản hóa bài toán bằng kỹ năng chọn hệ số, là các em hãy làm thế nào để cái mẫu thức nó xuất hiện 2 cộng t. Thì đơn giản thôi, các em chỉ cần lấy chọn C bằng 1 thôi. Thì lúc này các em sẽ chọn được cái hàm số này, nó là âm 1 trên t bình phương trừ 3 ấy, cộng 1 ấy, thì nó bằng gì? Bằng t bình phương trừ 4 trên t bình phương trừ 3. Đấy, tại sao chọn C bằng 1? Thì các em chỉ cần nhân chéo lên, xong các em cho C t bằng âm 2 thì cho cái tử thức bằng 0 thì các em ra được C bằng 1 thôi. Nhá, cái kỹ năng chọn hệ số thầy dạy rồi. Nhiều bạn không hiểu thì các bạn xem lại những cái buổi học trong khóa Y nhá. Đúng không? Tại sao mình lại chọn hệ số này? Tại vì những đấy khi đó ấy, các bạn sẽ có được cái y cần tính ấy, nó là tích phân cận từ 2 đến 3. Bài này bài khó đấy em ạ. Len của 2 cộng t nhân với d của gì đấy? D của đây nó là t bình phương trừ 4 trên t bình phương trừ 3. Và các em thấy cái điều tuyệt vời hơn rất là nhiều so với việc các em làm một cách thô sơ như này. Đó là nó sẽ là t bình phương trừ 4 trên t bình phương trừ 3 nhân với len của 2 cộng t cận từ 2 đến 3. Trừ đi tích phân cận từ 2 đến 3 của đổi dấu là t bình phương trừ 4 trên t bình phương trừ 3 nhân với đạo hàm anh này là 1 trên 2 cộng t dt. Và các bạn thấy điều tuyệt vời hơn chưa? Tuyệt vời hơn quá là nhiều luôn đúng không? Nó quá là tuyệt vời luôn ấy. Thay 3 vào đây thì nó là 3 bình phương là 9. 9 trừ 4 là 5 à? 3 bình phương là 9, 9 trừ 3 là 5 phần 6 nên 5. Thay 2 vào đây hết luôn này, thay 2 vào đây hết luôn này. Trừ đi tích phân từ 2 đến 3 của t cộng 2 triệt tiêu với t cộng 2 đây. Thì đây là còn t trừ đi 2 trên t bình phương trừ đi 3 dt. Các bạn thấy không? Thì tính cái này ra nó trở nên đơn giản hơn rất là nhiều. Đúng không? Đấy. Nên cái kỹ năng chọn hệ số nó quan trọng lắm các em nhé. Kỹ năng chọn hệ số rất quan trọng nhá. Đây là kỹ năng chọn hệ số, các em chọn C ở một ở đây thì các em thấy bài toán nó trở nên đơn giản hơn khá là nhiều. Thì tốt nhất là các em nên tách cái này ra. Để xem nào. Tích phân từ 2 đến 3 của t trên t bình phương trừ 3 dt trước đi. Đó, thì tách này ra. Trừ đi 2 lần tích phân từ 2 đến 3 của 1 trên t bình phương trừ 3 dt. Đúng không? Thế tính nguyên này nhá. Thì tính nguyên cái này này. Đó. Thì cái này nó bằng gì?
Thì nhân 2 đây thì nhân 1 phần 2 đây đi. Thì đạo hàm của mẫu bằng tử à? Đạo hàm của mẫu ra tử. Thì 1 phần 2 nên của T bình phương trừ 3 cận từ 2 đến 3. Trừ đi 2 nhân với cả nên của T trừ căn 3 trên T cộng căn 3, đúng không? 1 trên 2 căn, đây là cái nhân 1 phần đúng nhỉ? 1 trên 2A nữa. Tích chéo là 1 trên 2 căn 3. Cận từ 2 đến 3. Wow. Cũng mệt phết đấy em ạ. Vẫn mệt phết đấy. Nó bằng nen của bao nhiêu? 1 phần 2 nen của bao nhiêu đây? 3 bình là 9 là 6. 2 bình là 4. 2 bình là 4 à? 4 trên 1 là 3. Ô nen 1 phần 2 nen 6 phần 1. Tuyệt vời thôi. Nen 6 phần 1 thì tuyệt vời quá. Trừ đi đây căn 3 trên 3 nhá. Căn 3 trên 3 này. 22 triệt tiêu đây căn 3 trên 3 này. Nen của thay 3 vào là 3 trừ căn 3 trên 3 cộng căn 3. 2 trừ căn 3 trên 2 cộng căn 3. Cũng phức tạp phết nhỉ. 3 trừ căn 3 trên 3 cộng căn 3. Đúng không? Thì cái này nhân cả tử ở mẫu với 3 trừ căn 3 thì 3 cộng căn 3 trừ căn 3 thì nó là 3 trừ căn 3. Tất cả bình phương trên đây là 9 trừ đi 3 là 6 à. Còn 2 trừ căn 3 trên 2 cộng căn 3. Thì nhân cả tử ở mẫu với cả nhân cả tử ở mẫu 2 trừ căn 3 thì nó sẽ là 2 trừ căn 3 tất cả bình phương. Trên đây là 2 trừ căn 3 là 1 à. Wow. Ok thì lấy này chia cái này. Mệt quá nhở, thầy cảm thấy mệt mỏi thật sự luôn. Anh này chia cái này thì nó sẽ là bằng cái này chia cái này. Thì là 3 trừ căn 3 mà đem chia cho 2 trừ căn 3. Tốt nhất là dùng Casio đi, nhậm mồm mệt lắm. Casio đâu. Bài trong này thôi mà mệt phết đấy các em nhá, không dễ đâu. 3 trừ đi căn 3. Đi thi làm bài này tốn nhiều thời gian phết. Để thi người ta cho câu này hơi quá đáng. Nó là 3 cộng căn 3 đẹp quá nhỉ. Như vậy cái này là 3 cộng căn 3. Vậy cái này là 3 cộng căn 3 tất cả bình phương chia cho 6. Mẫu thức là 6 đúng không? Chia 6. Ok, có đáp án này không? Bạn ơi, các bạn giúp thầy comment xem là nhầm lẫn ở đâu cái. Mệt mỏi quá rồi. Ở đây còn 5 phần 6 nên 5 mình quên mất chưa trừ này. Ok, thế thì đây sao lại 2 cộng căn 3 nhỉ? Mà thầy đã ra 3 cộng căn 3 nhỉ? Ở đây là 3 trừ căn 3. À, thì mệt quá các bạn. Mệt mỏi thực sự. Đi thi gặp bài này chắc thầy cũng choáng luôn. Làm thì làm được đấy nhưng mà tính toán mệt lắm. Nhìn ức chế thực sự luôn. Ok. Mình làm có đúng không nữa? Thì làm đúng không em? Tự nhiên lại có cái số 6 ở đây là thì à thế thì mình nhân thêm 1 phần 3 nữa là được đúng không? Nhân 1 phần 3 thì cộng 3 nữa. Ok. Sẽ luôn số 6 đây nhỉ? Để thầy xem lại nhé. Thôi thì thầy tính bằng bằng cái này đi nhá. Ở đây triệt tiêu này. Thay 3 vào, thay 2 vào. Xong kem lấy cái này chia cái này. Thôi được rồi. Thầy tính Casio này cho nó lành. Lấy 3 trừ đi căn 3. Mệt quá. Trên 3 cộng căn 3. Đám này chia cho phân thức này. 2 trừ căn 3, đúng không? 2 trừ căn 3 đúng không nhỉ? Thay 2 vào. 2 trừ căn 3. Tại từ 2 đến 3 mà. Trên 2 cộng căn 3. Enter một cái. Ô, sao thầy tính linh ta linh tinh nghĩa ra này nhỉ? Chết thật đấy. Hay thầy có đúng làm đúng nhưng mà mình không để ý là mình tách ra ra. 3 bình là 9 chia 3 là 12 cộng với 6 căn 3 trên 6. Đúng rồi, bằng 2 cộng căn 3 sao đầu đất quá các em ạ. Đây là 2 cộng căn 3 nhá. Làm thì làm đúng nhưng mà vì không dùng Casio lên nó khổ sở thế đấy các em ạ. Đó, ok nhá.
Ok, làm thì làm đúng nhưng mà mình không dùng Casio nên ra nó rất là khổ sở. Thế tốt nhất là ở những bài này các em Casio, cái đoạn nào Casio được cứ Casio thoải mái. Nhưng tất nhiên là ngay từ đầu không thể Casio được, vẫn phải có những kiến thức. Như vậy cái này y của chúng ta bằng 5 phần 6 nên 5 trừ đi cái đống này. Vậy cái y của chúng ta ấy bằng 5 phần 6 nên 5 trừ đi 1 phần 2 nên 6 cộng với căn 3 trên 3 nên của 2 cộng căn 3. Và do đó cái A của chúng ta bằng 5 phần 6 này. B của chúng ta bằng âm 1 phần 2. B âm 1 phần 2. Và C là số hữu tỉ ở C bằng đây căn 1 phần 3 hay sao nhỉ? Thì xem nào, căn 1 phần 3 đúng rồi. C bằng 1 phần 3. Đó. Ok, ABC có số hữu tỉ. Thì các em tính A cộng B cộng C thôi. Các em lấy 5 phần 6 này. Đó, cộng B là trừ 1 phần 2 này. Cộng 1 phần 3. Đáp án là bằng 2 phần 3. Đó, các em ra đáp án là 2 phần 3 này. Mà người ta cần cho là nó thuộc khoảng nào sau đây khắm bựa nhỉ. Thế này thì Casio bằng niềm tin đúng không? 2 phần 3 thôi, khoảng từ 0 đến 1. Đề bài cho quá kinh khủng kẻ mà. Phải nói bài này quá kinh khủng. Lú luôn nhỉ. Thầy đi thi bài này chắc là thầy cũng lú một lúc đấy. Tức là nó không khó. Về mặt ý tưởng là không khó nào. Cho nó thống kê lại từ đầu đến cuối ý tưởng là gì. Tìm hàm Fx và x cộng 5. Sau đó bước thứ hai là tính cái này. Tính cái này thì việc đặt nó rất là tự nhiên, để cho nó đơn giản hóa bài toán, việc đặt t nó rất là tự nhiên và việc nguyên hàm từng phần nó rất là tự nhiên. Đó, kỹ năng chọn hệ số thì đã dạy rồi, nên nói về mặt ý tưởng nhá thì nó không phải là cái kinh khủng. Cái kinh khủng bài này không phải cái ý tưởng, mà cái kinh khủng bài này theo thầy nó nằm ở cái số liệu. Cái số liệu làm cho nó mệt mỏi thực sự, dài và số liệu vất vả nhá. Vẫn có thánh Casio được à? Thế thì thầy cũng bái phục nhá. Rồi ok, 47 xong rồi, mình sang câu 48 đi. 48, không có nhiều thời gian nữa đâu. Wow, 48. Hết giấy rồi. 48. Tản đúng không? Về mặt ý tưởng là không khó nhá. Câu 48 này thì khi các em nhìn vào bài toán này thì các em thấy ngay cái hàm số fx là hàm lẻ đơn điệu, tức là cái dạng này các em gặp quá nhiều rồi. Nên bây giờ thầy nói thêm một lần nữa thì bây giờ các em cũng là đi nói đi nói lại rất là nhiều trong quá trình mà các em học, các em gặp rất nhiều. Thứ nhất, các em nhận xét về hàm số fx là hàm lẻ. Vì các em dễ dàng nhìn thấy là fx nó bằng âm của f âm x. Vì đây, vì fx và âm f âm x. Các em thay f âm x vào thì các em thấy là hai cái đấy nó đối nhau, đúng không? Hàm lẻ cái việc các em nhìn nó rất là đơn giản. Và thứ hai, fx là hàm số đồng biến trên R. Trên R luôn nhé. Tức là khi mà x tăng, các em nhìn thấy x tăng thì f tăng, nếu không các em có thể tính đạo hàm ra, các em thấy ngay điều đấy. Hai cái điều này các em nhận xét nó cực kỳ nhanh và cực kỳ dễ dàng, mà các em làm quá quen rồi với cái dạng bài toán fx này rồi. Nên khi mà em gặp một cái bài toán hàm lẻ và đồng biến ấy thì các em có một cái bộ đề tổng quát là nếu như FA cộng FB ấy, mà lớn bằng 0 thì nó chỉ xảy ra khi A cộng B lớn bằng 0. Chứng minh nhá, chứng minh này, chứng minh nhá. Ngắn cũ này thôi. Ta có là FA cộng FB ấy, mà lớn bằng 0 chỉ xảy ra khi FA nó sẽ lớn bằng âm FB. Mà FX là hàm lẻ thế nên cái này tương đương với FA nó lớn bằng F của trừ B, tại vì âm FB thì bằng F trừ B. Mà biết định là đồng biến trên R nên FA lớn bằng F trừ B xảy ra khi A lớn bằng trừ B. A lớn bằng trừ B xảy ra khi A cộng B lớn hơn hoặc bằng lớn bằng 0. Đây là chứng minh xong, điều phải chứng minh. Đúng không? Cái kiến thức này học quá nhiều rồi. Thế nên cái bất phương trình này đúng với mọi x thuộc R ấy, thì ta cần có được là FA cộng FB lớn bằng 0 với mọi x thuộc R ấy, thì xảy ra khi A cộng B lớn bằng 0 với mọi x thuộc R, đúng không? Thì ta cần có được, ta cần tìm M để cái bất phương trình như sau, đó là 4 mũ x trừ đi mx cộng với 37m cộng với đây là x trừ m trừ 37 à, nhân với 2 mũ x nó lớn bằng 0 với mọi x thuộc R. Được chưa? Như vậy đây là sang bước 2 bài toán. Bài này cũng để chia làm hai bước giống như bài số 47. Vừa nãy mình gặp bài 47 thì là bài này, thì nó cũng chia làm hai bước là tìm hàm fx. Sau đó các em xử lý nốt cái tính tích phân. Thì bài này cũng chia làm hai bước. Bước 1 là các em xử lý được cái biến đổi bài toán về bài toán này. Và bước 2 là các em lại giải bài toán này. Đấy các bạn thấy không? Một bài toán các em vẫn chia làm hai bước nhá. Thì cái bước số 2 thì mình làm như thế nào?
mình làm như thế nào bây giờ? Thì thầy gợi ý các bạn này, trong những bài toán như này thường thường nó có một nghiệm đặc biệt. Các bạn nhìn thấy cái con số 37, nó là một cái gợi ý của chúng ta ấy. Số 37 là số to, nhưng mà những cái số như này lại là những cái số mà chúng ta bám vào để mang vào cái gợi ý. Thường thường chúng ta sẽ nhóm 37 lại thì bên trong nó là cái gì, thì thường thường các cái còn lại sẽ phân tích được như vậy. Đấy là cái ý nghĩa của những cái việc mà các em tận dụng những cái số to để các em làm. Thì cái này các em tách ra, cái này tương đương với 4 mũ x trừ đi mx cộng với 37m cộng với x nhân 2 mũ x trừ đi m nhân 2 mũ x trừ đi 37 nhân 2 mũ x lớn bằng 0. Cái này đúng với mọi x và r. 37m trừ đi 37, thầy đặt 37 luôn nhé, làm thừa chung. Âm 37 làm thừa chung còn 2 mũ x trừ m đi. Thì tất cả cái gì thầy muốn là thầy nhóm 2 mũ x trừ m lại. Thì có 2 mũ x trừ m là thầy nhóm thôi. Đây. À, 2 mũ x trừ m à? Đây, đây này, thầy đặt m làm thừa chung này. Ở đâu? À không phải, không phải. 2 mũ x trừ m thì mình phải à đây rồi, cái này này. Và cái này này. Cộng 2 mũ x làm thừa chung thì trong còn 2 mũ x trừ m. Thì hai cái còn lại thì thầy chỉ cần đặt x làm thừa chung thì trong còn 2 mũ x trừ m. Đồng ý không? Đó. Nên thầy nói với các bạn rồi, cái số 37 này trông to thôi nhưng nó lại là cái gợi ý để chúng ta như đưa về nhân tử. 2 mũ x trừ m làm nhân tử chung trong còn 2 mũ x cộng x trừ đi 37. Đúng không? Được chưa? Rồi thì trong những bài toán lớn bằng không này thì thầy luôn luôn nói với các bạn ấy là các em nên đưa nó về cái gì nhỉ? Đưa nó về cùng dấu. Cái này thầy nói với bạn rất nhiều lần rồi, bạn nào mà theo dõi thầy từ đầu ấy thì thầy các em sẽ biết là cái tư duy giải quyết những bài này mà trong trong quá trình mà thầy dạy ấy, thầy luôn luôn nói như này nhá. Các em thấy là 2 mũ x cộng x trừ 37. Thì đây là hàm đồng biến đúng không? Cái hàm số này là hàm đồng biến. Khi x tăng thì hàm số giá trị hàm số này tăng và nó sẽ nhận giá trị bằng 0 xảy ra khi x bằng bằng mấy nhỉ? X bằng 5 đúng không? 2 mũ 5 cộng 5 trừ 37 bằng 0 đúng không nhỉ? X bằng 5 thì nó sẽ cùng dấu với x trừ 5. Tức là sao? Tức là nếu như mà thằng trên ấy, thằng này dương thì thằng bên dưới dương, thằng trên âm thì thằng bên dưới âm, mà thằng trên bằng 0 thì thằng bên dưới bằng 0. Và thằng trên nó thỏa mãn với mọi x thuộc R. À, tức là nó có tập xác định là R, thằng bên dưới tập xác định cũng là R. Nghĩa là thằng trên x bằng bao nhiêu, nó dương hay âm nó thì thằng bên dưới nó cũng như vậy. X lớn 5 thì rõ ràng cái trên dương, x nhỏ 5 rõ ràng cái trên âm và x bằng 5 cái này rõ ràng trên bằng 0. Nên trong những bài toán này thầy luôn luôn dạy học sinh ấy là các bạn nên đưa nó về cái cùng dấu. Cái này cùng dấu thì cái việc xét dấu nó mới lớn bằng không, các em đưa về x trừ 5 cho nó đơn giản. Đúng không? Đó, được chưa? Đó, cái này đúng với mọi x thuộc R nhá. Đó. Thế thì đúng với mọi x thuộc R thì x bằng 5 nó ở đây x bằng 5 nó là nghiệm đúng không? Thì nó phải là nghiệm kép hoặc nghiệm bội lẻ, à bội chẵn chứ không thể nghiệm đơn được. Mà x bằng 5 nó là nghiệm nghiệm kép hoặc nghiệm bội chẵn thì chắc chắn x bằng 5 nó cũng phải là nghiệm của bên này. Như vậy chắc chắn là ta có 2 mũ 5 trừ đi m nó phải bằng 0. X bằng 5 nó phải nghiệm của cái 2 mũ x trừ m nó bằng 0, có nghĩa x bằng 5. Tại vì nếu mà 2 mũ x trừ m nó không có nghĩa x bằng 5 ấy thì tức là 2 mũ 5 trừ m nó khác khác không. Thì lúc này x bằng 5 nó nghiệm đơn thì khi đi qua 5 ấy thì nó sẽ đổi dấu, thì không bao giờ có chuyện nó là lớn bằng không đúng với mọi đâu. Lớn bằng không đúng với mọi thì nó phải như này, nó phải tiếp xúc như này thì nó phải lớn bằng không đúng với mọi. Đây là điều kiện cần nhá. Thì tương đương với m bằng 32. Và m bằng 32 thì các em sẽ có được 2 mũ x trừ đi 32 nhân x trừ 5 lớn bằng 0 luôn đúng với mọi x thuộc R. Cái này luôn đúng, x lớn 5 thì hai cái đều dương, x nhỏ 5 hai cái đều âm, và x bằng 5 hai cái đều bằng 0. Vậy đáp án là m bằng 32. Bài toán được giải quyết nhá các em nhá, m bằng 32 với cái phương án là phương án A. Được chưa các em nhá? Ok nhá, ok nhá. Rồi, cuối cùng chúng ta à không, mới có 49 chứ. Ôi ôi, đã 10 giờ rồi cả, chữa đề này lâu phết đấy các em ạ. Thầy chữa từ 8 giờ đúng không? Thầy tưởng nhanh nhưng hóa ra cũng lâu đấy. Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm O. Cạnh bằng A góc BAD bằng 60 độ. Đáy ABCD hình thoi tâm O, cạnh bằng A có góc BAD bằng 60 độ. Ok, tốt rồi, góc này là 60 độ. Đường thẳng SO vuông mặt phẳng ABCD. Đường thẳng SO vuông góc với mặt phẳng ABCD. Ok nhá. Thì thực ra là đấy là như vậy thì các em có thể tưởng tượng là giống hai tấm đều chập lại với nhau ấy, mà có SO bằng A, mình giả sử A bằng 1 đi. Thì SO bằng 1 đi. Vậy SO vuông mặt phẳng đáy. Đáy là hình thoi cạnh bằng 1, đáy là hình thoi tâm O cạnh là 1, đúng không? Tấm đều chập lại với nhau.
Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng SBD là gì? Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng SBC là gì? Các em luôn luôn đưa về quy về chân đường vuông góc, bài này dễ đấy nhỉ? Đúng nhỉ? Thì khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng SBC nó sẽ bằng 2 lần khoảng cách từ điểm O đến mặt phẳng SBC. Và các bạn thấy là OABCD là hình thoi nên là OSBC là tứ diện vuông. Thế nên bằng 2D đi nhá. Thì 1 trên D bình phương ấy thì bằng 1 trên OS bình phương cộng 1 trên OB bình phương cộng 1 trên OC bình phương bằng 1 phần 1 cộng 1 phần OB bằng mấy? OB bằng 1 phần 2 đúng không? Tại vì ABD là nó đều đều mà. Cộng 1 phần 4. OC bằng mấy? OC thì nó bằng căn 3 trên 2. Bằng 1 cộng với 4 cộng với 4 phần 3. 5 cộng 4 phần 3, 5 x 3 15 cộng 4 là 19 phần 3. 19 phần 3 à? 19 phần 3, đúng rồi. Ta suy ra D của chúng ta bằng căn 3 phần 19. Vậy ta suy ra được cái khoảng cách cần tìm ấy. Bằng 2 căn 3 phần 19. Có đáp án đấy không? Nhân được tử ở mẫu với căn 19 ấy là 2 căn của 51 phần 19. À, 57 chứ nhỉ? 57. 3 x 19 là 57. Bài này thì dễ đúng không? Khá là dễ. Nhá. Rồi chúng ta còn câu 50, vẫn còn một câu nữa. Muộn giờ học, muộn giờ ca sau của thầy, thôi thôi cố gắng nốt câu này. Nốt câu này nhá các em nhá. Nốt câu này nhá. Cho anh chóp SABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Đáy ABCD là hình bình hành. Đáy này bình hành có thể tích thì bằng 84. Gọi M là trung điểm của AB. J là điểm thuộc H, là mặt phẳng MJH chia khối chóp này hai phần. Thể tích khối đa diện của phần chứa đỉnh S là H thì bằng bao nhiêu? Ok, đây thì mình cứ vẽ nó ra. Mình cứ vẽ nó ra. Đây, đây là SABCD nhá. ABCD. Đấy ABCD của mình. Gọi M là trung điểm của AB. M là trung điểm của AB đây. À, điểm J thuộc cạnh SC sao cho JC bằng 2 là JS. JC gấp đôi JS tức là cái này chia làm 3 phần đúng không? Thì cái này JC gấp đôi JS thì J chiếm 2 phần đúng rồi đây. Và điểm H thuộc cạnh SD sao cho HD thì bằng 6 lần HS. Wow. Tức SD các em chia làm 7 phần thì điểm H là chiếm ở đây này. Điểm H là chiếm ở trên đây. Tóm lại là để SH chiếm 1 phần thì HD nó chiếm 6 phần. SJ chiếm 1 phần thì JC chiếm 2 phần. Wow. Xong rồi mặt phẳng MHJ à, MHJ chia khối chóp thành 2 phần. Nói luôn là bài này bài khó. Dạng thì không mới đâu nhưng nó là bài khó. Dạng không mới đâu bài này rất khó. Bài này các em cũng phải qua các bước như sau. Bước 1 là các em phải xác định tiết diện. Là các em phải xác định tiết diện và các tỷ số. Xác định tiết diện và các tỷ số. Đúng không? Bước 1 là các em phải xác định tiết diện và các tỷ số. Chắc chắn là các em phải xác định tiết diện rồi. Thì tiết diện là gì? Thì các em thấy H và J đều thuộc mặt phẳng SCD thì tốt nhất các em nối H với J. Nó cắt CD. Tại một cái điểm. Thầy gọi nó là điểm gì đấy? M chưa có điểm N đúng không? Thầy gọi là điểm N đi. Sau đó chúng ta nối M với N. M với N thì nó cắt các cạnh N thuộc đáy rồi ABCD mà. Thuộc các cạnh cắt AD và cắt BC lần lượt tại điểm P và Q. P và Q. Sau đó các em nối nốt thằng Q này với thằng H. Cắt SA tại một cái điểm gọi là điểm điểm R đi, có điểm R chưa? Chưa có điểm R đúng không? Điểm R. Điểm R. Thì khi đó cái tiết diện thu được ấy nó sẽ là một cái hình ngũ giác. Đó là RHT à, RHJPM. Đó, tiết diện. Ngũ giác HJPMR đúng không? Đó, kiến thức các tiết diện này các em học ở hồi lớp 11. Các em cứ kéo dài ra xong các em nối các cái yếu tố có thể cắt lại với nhau, cắt các cạnh là các em xác định tiết diện.
Bây giờ các em xác định các tỷ số. Xác định các tỷ số thì cái điểm J và điểm H có rồi. Bây giờ nhá, cái điểm đầu tiên nó xuất hiện ở điểm N. Thì các em cần phải xác định xem định vị xem N nó điểm như nào trên CD. Thì các em có H có J đây rồi. Vậy cách tìm N nó rất là đơn giản như này. Thầy sẽ kẻ một cái đường thẳng qua C nó song song với JH, JHN này. Đó. Nó sẽ cắt thằng SD tại một cái điểm gọi là điểm mình gọi là điểm nào đó đi tùy các bạn nhé. Điểm nào cũng được, nó phải song song luôn lên đây chứ, đúng không? Đó. Điểm E đi, chưa có điểm E. Thì các bạn sẽ có được như này nhá. SJ trên SC, SJ bằng một nửa của JC. Mà cái này song song, HJ song bằng cái này. Nên SH cũng bằng một nửa của HE. Thế nên nếu SH chiếm một phần thì HE chiếm hai phần. Mình hiểu bài không? Trong khi đó thằng HD nó chiếm 6 phần nên ED nó chiếm 4 phần. Đấy, tại vì tỷ lệ đấy, SH bằng 1 phần 6 của HD mà, đúng không? Vậy thì EC nó song song với HN, các bạn nhìn này. Mà vậy nên DE nó gấp đôi lần EH, nên các bạn sẽ có DC nó cũng sẽ gấp đôi lần DN, CN. Như vậy nếu CN chiếm 1 phần thì anh này chiếm 2 phần. Rất tuyệt vời, như vậy cái điểm N các em xác định được. Bước 1 là các em đã định vị ở điểm N thông qua điểm E bằng cách kẻ song song. Và khi mà các em có được như này thì các em thấy bài toán nó trở nên rất là đơn giản. Các em có điểm M là trung điểm của AB nhá. Nên nếu mà đây là một phần thì đây cũng là một phần này, đây cũng là một phần này. Thế nên cái CN của chúng ta bằng BM. Thế nên khi mà các em cắt cái thằng ML cắt thằng BC sẽ lại trung điểm của BC. Đây là trung điểm này. Trung điểm BC. Đúng không? Tương tự là cái khi em kéo lên đây cắt đây thì M là trung điểm đây thì cái này bằng cái này. Thì cái này cũng bằng cái này, nó bằng cả cái QA này nữa. Và bằng nửa AD. Như vậy QA chiếm một phần thì AD nó sẽ chiếm hai phần. Rất là hay, đúng không? Rất là hay và rất là dễ hiểu, đúng không nhỉ? Đấy các bạn thấy không? Nốt điểm R là điểm cuối cùng. Điểm R nó là cái điểm cắt của cái thằng Q này này. Để thấy xem nào. Điểm R thì các bạn dựa vào các mặt phẳng thôi nhá. Thôi được rồi, các bạn điểm R các em làm này đi. Các em thấy là như này nhá. Cái mặt phẳng thiết diện của chúng ta ấy nó chứa thằng MP. Mặt phẳng SAC ấy, nó chứa thằng AC. Tức là các em xét mặt phẳng thiết diện, mặt phẳng SAC và cái mặt phẳng đáy. Thì các bạn thấy nhá, cái mặt phẳng thiết diện và mặt phẳng đáy có giao tuyến là MP. Mặt phẳng SAC và mặt đáy giao tuyến là AC. Còn mặt phẳng thiết diện và mặt phẳng SAC giao tuyến là RJ, RJ. Đúng không? Thế các bạn thấy là như này này, vì MLP ba cái giao tuyến của ba mặt phẳng thiết diện, mặt phẳng SAC, mặt đáy lần lượt là MP, AC và RJ. Nhưng vì MP nó đường trung bình của tam giác BAC nên MP song song với AC rồi. Nên khi các em học lớp 11 các em có một cái định lý. Đấy là ba mặt phẳng phân biệt ấy thì giao tuyến của chúng nó sẽ đồng quy hoặc nó sẽ đồng quy hoặc là nó sẽ song song. Thì trong trường này là ba mặt phẳng ba đường này phải song song. Như vậy các em sẽ có MP song song với AC và song song với RJ. Như vậy thì các em sẽ có hai này song song rồi nên J của chúng ta ấy, nó được tính là SJ bằng một nửa JC thì SR cũng bằng một nửa RA. Như vậy SR chiếm một phần thì RA chiếm hai phần. Nó mình hiểu bài không đã? Vậy là các em xong hết các yếu tố về tỷ số. Sau khi xong yếu tố về tỷ số, chúng ta đưa đến yếu tố tính toán. Thì thể tích của khối đa diện chữ định S ấy, bước 2 tính. Tính bằng cách nào? Thể tích khối đa diện chứa đỉnh S ấy, nó là cái phần đa diện này. Thì V của chúng ta ấy thì nó sẽ bằng V cần tính ấy. V của khối đa diện chứa đỉnh S cần tính ấy thì nó bằng V của SHRJ. Là V1 nhá. Cộng với V của S đây là PMP à đây là R. Đúng rồi. SRMP. Đúng không? RMP cộng V của S, các em đưa nó thành các cái hình chóp tam giác thôi. RJP. Và cuối cùng cộng với V của S BMP. Đúng không? Và các bạn tính lần lượt này. V của SHRJ là cái đầu tiên này, trên SHRJ thì trên V của SADC. Thì bằng SH trên SD nó 1/7. SR trên SA là 1/3. SG trên SC là 1/3. Bài này chắc là các bạn không hiểu là các bạn đi hết rồi. Bằng 1/63. 7 x 9 là 63. Đúng không? V của SRMP trên V của RMP trên V của SAMP nó bằng SR trên là 1/3 V của SAMP trên V
trên V trên 2 nó sẽ bằng bao nhiêu? VSAMP trên V của SABC là V trên 2 ấy, nó sẽ là bằng đây là cái này 1 phần 4, một AMP thì bằng một nửa của ABP thì bằng một nửa, ABP là một nửa của ABC là 1 phần 4, bằng 1 phần 4. Như vậy từ đây mình suy ra được là V của SRMP là V thứ hai này trên V trên 2 nhá, cái này gọi là V trên 2, 1 phần 3 nhân 1 phần 4 bằng 1 phần 12. Xong cái thứ hai. Tiếp tục đến lượt cái thứ ba này. Cái đầu tiên đây này, cái thứ hai này. Tất cả cái mẫu thức đều là V trên 2 nhá các em nhá. Cái thứ ba nó là V của RGP trên RGP, RGP thì các em lấy R các em kéo xuống A, G các em kéo xuống C là ACP. Thì nó bằng SR trên SA nhân với SG trên P nó bằng 1/9. V của SACP trên V trên 2. ACP nó bằng 1/2. Đúng không? Vậy thì ta suy ra là cái V của SRGP trên V trên 2 nó bằng 1/18. Con số thứ 3. Con số cuối cùng là V của SBMP trên V trên 2. Nó là diện tích của tam giác BMP trên diện tích BAC bằng V bằng 1/4. Và do đó các em cộng vào với nhau thì ta suy ra được là cái VS trên V trên 2 nó bằng 1/63 cộng với 1/12 cộng 1/8 18 cộng 1/4. Và các bạn tính V của chúng ta bằng bao nhiêu? Đề bài cho bằng 84 là xong. Đó, các em ấn Casio ra là xong. Casio ra là xong. Ok, vất vả thực sự. 1/63 này. Bài này khó quá nên chắc là các bạn đi hết rồi. Kiểu các bạn không hiểu gì. Thầy chữa bài này hơi nhanh tại vì thầy còn một ca dạy nữa. Thầy đã được nghỉ đâu? Thầy dạy xong các bạn thầy còn phải vào trong nhóm của thầy dạy nữa. Lẽ ra thầy kế hoạch là 10 giờ thôi nhưng mà bị quá mất tầm 15 phút mất rồi. Được chưa? Nhân với 84 chia 2 là 41 à? À 42 à? Đáp án là 17 nhá. 17 chọn A. À nhá các em nhá. À nhá. Nói chung là các em bài này bài khó nhá các em nhá. Bài này bài khó. Các em phải thực hiện qua hai bước. Bước 1 là các em tính xác định thiết diện và tính các tỷ số, và bước 2 là các bạn đi tính các cái tỷ số ra. Đấy nhá. Vì thầy viết thì trông nó ngắn này thôi, nhưng mà để mà làm được thì các em cũng cần rất nhiều các kỹ năng, kể cả các kỹ năng xác định thiết diện từ hồi các em học lớp 11. Cần rất nhiều các kỹ năng nhá. Được chưa các em nhá. Vậy là thầy đã chữa xong cho bạn hết rồi nhá. Ok, à, thầy đã xong cho bạn hết rồi, mọi thứ đã chấm dứt rồi. Thầy hy vọng là các bạn sau cái buổi học ngày hôm nay sẽ tiếp thu được nhiều kiến thức bổ ích sau khi học xong. Hiện tại thì bạn nào mà đăng ký khóa học thì các em lưu ý là thầy vẫn đang có các khóa học, đó là khóa Y là khóa nền tảng vận dụng cao, khóa M là khóa luyện đề 99 đề nhá, khóa O là khóa tổng ôn các chuyên đề vận dụng và tổng cao, cả các chuyên đề lớp 11, lớp 10, các chuyên đề cũ nữa để cho các em ôn lại các kiến thức cũ và các cái chuyên đề quan trọng nhất trong quá trình học, và khóa đánh giá năng lực. Và khi các em đăng ký thì các em sẽ được tặng sách nữa, combo. Khi em đăng ký combo, em được tặng thêm sách luyện đề. Nhá. Học phí bây giờ đang được ưu đãi, học phí rất là ưu đãi. Thầy không nhớ cụ thể bao nhiêu. Các em inbox page là các em sẽ được các chị tư vấn cụ thể. Inbox page nha các em nhé. Là các chị sẽ tư vấn cụ thể. Đó. Khi các em vào nhóm ấy thì các em sẽ khi các em vào khóa học ấy thì ví dụ như đây là cái phần tích phân mà thầy đã dạy cho các bạn trong nguyên khóa Y, đây là xét nguyên khóa Y. Thì khóa học thì thầy sẽ dạy các bạn rất là kỹ về các cái chuyên đề. Thì đây là khóa Y này. Thầy vẫn dạy các bạn đều đặn thì cái thời khóa biểu hàng tuần thì thầy vẫn để trong cái phần cover của group này, cái phần cover của group thầy độ cover vào thứ sáu hàng tuần, thứ sáu đến thứ bảy. Đấy, thì thầy vẫn dạy các bạn trong khóa học thì hiện tại đang có 5,5 nghìn bạn đăng ký khóa Y. Thì bạn nào đăng ký các em có thể inbox trực tiếp cho page để các anh chị trên page các anh chị sẽ tư vấn cho các bạn và nhận được cái ưu đãi học phí. Bây giờ là kết thúc chúng ta buổi học ngày hôm nay ở đây. Thầy hy vọng là các bạn đã tiếp thu được nhiều kiến thức bổ ích sau khi học xong. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các buổi học sau. Anh em đăng ký học với thầy Đỉnh Nam Cá Vân Nguyễn Tuấn nhé. Chào các bạn nhé.
Chào các bạn.